trai gần 3 tuổi này lần đầu tiên theo mẹ về nước. Không ngờ vừa mới xuống máy bay đã gặp được tổng tài bá đạo. Viên bi của cậu bé bất ngờ lăn tới chân của tổng tài. Tổng tài liền giúp cậu bé nhặt lên. Cậu bé vì để cảm ơn anh mà lấy một viên kẹo từ trong túi quần ra, thì thầm nói bên tai tổng tài: mẹ cháu không cho cháu ăn kẹo, cái kẹo này cho chú ăn đấy. Khương Tiểu Bảo lại ham chơi rồi. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu bé sợ hãi nói tạm biệt với tổng tài, sau đó chạy đến bên người mẹ. Lúc này tổng tài đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người mẹ của cậu bé. Lúc này anh cảm nhận được sự quen thuộc, thế là hỏi người phụ nữ: có phải là mình đã gặp cô ở đâu rồi không? Người phụ nữ chưa cất tiếng, cậu bé lại phát ra câu làm cho mọi người ngạc nhiên: chú ơi, chiêu thả thính này của chú đã cũ rồi, kiểu như này không theo đuổi được mẹ cháu đâu. Chúng tôi còn có chuyện, không đùa giỡn với anh nữa. Người phụ nữ cho rằng tổng tài là người không đàng hoàng, nói được vài câu đã kéo cậu con trai rời khỏi đó. Nhưng tổng tài lại cứ nhìn bóng dáng rời đi của hai mẹ con họ. Đứa bé này dáng vẻ nhìn giống anh quá. Tổng tài bảo anh trợ lý không được ăn nói linh tinh, nhưng điều mà anh không hề biết rằng đó là đứa bé vừa rồi lại là con trai ruột của anh. Hóa ra 5 năm trước người phụ nữ mang thai, nhưng bị người chị cùng cha khác mẹ thông đồng với cha nam hãm hại cô, muốn gả cô cho ông già 70 tuổi, để cô mang tiếng là người phụ nữ xấu. Người phụ nữ cố gắng hết sức để chạy trốn, nhưng không ngờ rằng lại đi vào phòng của tổng tài. Hai người cứ như vậy mà nảy sinh quan hệ. Tối hôm đó người chị gái cùng với tên cha nam đổ cho cô gái là người hủy hoại gia tộc, cứ thế mà đuổi cô khỏi gia môn. Người phụ nữ lúc đó lại không biết gì cả. Cô khóc lóc nói cho tên cha nam biết tất cả điều này là do chị gái giở trò. Nhưng tên cha nam lại không những không tin cô, ngược lại mở mồm ra bảo cô không những không biết hối cải, lại còn vu oan cho chị gái của mình. Dứt lời liền sai người đánh cô một trận. Cho đến lúc này người phụ nữ mới hiểu ra, vốn dĩ tên cha nam với chị gái là một hội. Khi mà cô... ngoan ngoãn mà cút khỏi Khương gia, tao sẽ giữ lại mạng chó cho mày. Bằng không mày và mẹ mày cùng xuống địa ngục đi. Là bà, là bà, là bà giết mẹ tôi. Đánh cho tôi, đánh đến cho chỉ còn hơi thở cuối cùng. Vứt ra ngoài. Sống chết thế nào không liên quan đến Khương gia. Cho đến khi người phụ nữ bị đánh ngất đi trong mưa, ba người mới đắc ý rời đi. Trong lòng cô âm thầm thề rằng nhất định sẽ để bọn họ phải trả giá. Sau đó cô với sự giúp đỡ của bạn bè mà ra nước ngoài. 5 năm sau, người phụ nữ dẫn theo đứa con trai quay về nước. Lần này cô nhất định sẽ để cho đôi cẩu nam nữ đó trả giá một cách đau khổ. Cẩn Hòa, tôi không ngờ rằng cô lại đồng ý đến nhận chức ở bệnh viện Vân Thành. Dựa vào bản lĩnh của cô, ở nước ngoài tiền đồ càng phát triển. Không phải vấn đề là bao nhiêu tiền, cứu chữa cho bệnh nhân vốn dĩ là thiên chức của bác sĩ, giống mẹ cô năm đó. Tôi có thể có được y thuật như bây giờ, vẫn nhờ vào sự dẫn dắt của ông và mẹ tôi. Nào, tôi dẫn cô đi tham quan quang cảnh của bệnh viện một chút. Mẹ ơi, con muốn ăn khoai tây chiên. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, muốn mua cái gì? Ở đó có siêu thị, bác với mẹ ở đây đợi cháu. Cảm ơn bác viện trưởng. Viện trưởng Hải, ông đừng chiều hư nó như thế. Có đâu. Lão điên kia lại dám trốn tôi. Chạy ra khỏi phòng bệnh. Xem hôm nay lão nương xử lý ông thế nào. Cô xấu xa, không được đánh ông. Ở đâu ra thằng nhãi danh vậy? Muốn đánh sao? Hành Châu, đừng sợ, có ông nội ở đây rồi. Mẹ ơi, mau đến đây, ở đây có người xấu. Mau đến đây mẹ ơi. Nhãi danh nhà mày, mau cút đi cho tao. Quả nhiên là phế vật. Nếu không phải thấy cháu ông nhiều tiền, lão nương cũng không có thời gian mà chăm sóc ông đâu. Ngoan ngoãn mà câm mồm vào. Giống như lần trước, ngoan ngoãn vẫy mông mà về phòng bệnh. Nếu như ông làm tôi vui vẻ, tôi sẽ cho ông một miếng màn thầu để ăn. Dừng tay lại cho tôi. Mẹ ơi, xem ra nhân sự ở cái bệnh viện này không có trách nhiệm. Nếu không sao có thể để loại người cặn bã như cô vào đây làm chứ. Ông không sao chứ? Quản chuyện bao đồng ít thôi. Chỉ là một bác sĩ mà thôi. Biết tôi là ai không? Tôi là người làm công cho Hoắc gia, gia tộc giàu có số 1 ở Vân Thành. Cô dám đắc tội với tôi, chết như thế nào cũng không biết đâu. Vậy tôi phải học hỏi rồi. Được, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô. Tôi là người của Hoắc gia, cô dám tát tôi.
Đánh cô rồi thì đã làm sao? Đánh cô còn làm bẩn tay của tôi còn chưa tính toán với cô đấy. Được, là do cô muốn tìm đến chỗ chết. Người đâu, có người gây sự ở bệnh viện. Chính là cô ta. Mau, mau đuổi cô ấy ra ngoài. Tôi xem ai dám. Hoác Tổng, cô đối xử như vậy với người già sao? Hoác Tổng, anh nghe tôi nói Hoác Tổng, cô ta muốn làm hại lão già của chúng ta, cho nên tôi mới... Người đâu? Vứt cô ta xuống biển cho cá ăn. Không, không, Hoác Tổng tha mạng Hoác Tổng. Ông nội, ông thế nào rồi? Hành Châu. Cháu là Hành Châu, cháu của ông. Hành Châu, từ khi nào cháu có con trai lớn như vậy rồi? Ông ơi, ông hiểu lầm rồi. Đây là con trai của tôi. Không thể nào. Trông thằng bé y hệt Hành Châu hồi còn nhỏ. Lẽ nào chú ấy là ba của mình? Ông lão là bị bệnh Alzheimer. Lúc nữa tôi sẽ đi kê thuốc giúp bệnh tình của ông ổn định hơn. Chúng tôi còn có việc, đi trước đây. Đợi đã. Hôm nay, cảm ơn cô. Chát của cụ. Bác sĩ Khương, ông nội tôi cũng rất có duyên với đứa bé này. Hai ngày nữa là sinh nhật của ông. Không biết là có thể mời hai người tới dự tiệc cùng không? Được ạ. Tiểu Bảo thích nhất là đón sinh nhật. Mẹ ơi, con cũng muốn đi, chúng ta cùng đi nha. Được rồi. Tôi đi trước đây. Bà ơi, Tiểu Bảo đừng chạy lung tung. Khương Cẩn Hòa, thật sự là cô. Cô còn mặt mũi quay về sao? Tránh ra. Khương Cẩn Hòa, không phải cô vẫn cho rằng bản thân vẫn là đại tiểu thư sang chảnh của Khương gia đấy chứ? 5 năm trước cô làm ra chuyện như thế, làm mất mặt Khương gia chúng ta. Bây giờ cũng chỉ là một con chó bị Khương gia đuổi ra khỏi nhà, còn muốn tìm cách lẻn vào bữa tiệc của Hoác gia. Cũng không nhìn bản thân có tư cách hay không. Có tư cách hay không? Không phải chị nói thế nào là thế đó. 5 năm trước, có điều không phải chị từng nhắc tôi. 5 năm trước, chị và Hồng Thế Hiền hãm hại tôi. Món nợ này tôi còn chưa tính toán rõ ràng với chị đâu. Cô đừng có ngậm máu phun người. Vân Vãn, Thế Hiền, anh xem Khương Cẩn Hòa ức hiếp em kia. Khương Cẩn Hòa, cô vẫn giống như một con chó. Ngửi thấy mùi thịt là chạy đến. Nhìn dáng vẻ này của cô, không mang thư mời đúng không? Đi vào trong, là muốn tìm người chồng giàu có ở Hoác gia sao? Em gái, chị biết em không cam tâm. Thế Hiền vì chị mà từ hôn với em. Nhưng mà không có thư mời thì đừng ở đây làm mất thể diện nữa. Khương Cẩn Hòa, cô dám tát tôi? Tát chính là vì cái mồm chó của chị. Lại chó má không nhổ được ra xương. Khương Cẩn Hòa, đồ điên. Tiểu thư Khương, cô đến rồi. Anh ta không phải là quản gia Hoác ở bên cạnh lão gia Hoác sao? Quản gia Hoác, tôi là Hồng Thế Hiền, đại thiếu gia của Hồng gia. Tiểu thư Khương là khách quý của Hoác gia chúng tôi. Ai không tôn trọng tiểu thư Khương chính là không tôn trọng Hoác gia chúng tôi. Tiểu thư Khương, mời cô. Khương Cẩn Hòa có liên quan gì đến quản gia Hoác chứ? Khương Cẩn Hòa, lại tiện nhân. Đoán chừng là lợi dụng mối quan hệ của Khương gia để quản gia đưa cô ta vào đây. Lúc nữa anh sẽ cho cô ta bẽ mặt. Xin lỗi cô, Tiểu Bảo không có cố ý đâu. Cút ra, đây là mẫu mới của Jimmy Chu, mày có đền nổi không? Tiểu Bảo, xin lỗi con, mẹ đến muộn rồi. Khương Cẩn Hòa, cô còn sinh ra đứa bé này sao? Khương Vân Vãn, cô dám bắt nạt con trai tôi. Muốn chết sao? Khương Cẩn Hòa, tiện nhân nhà cô dám tát tôi? Chuyện gì thế? Thiếu gia, hình như là tiểu thư Khương xảy ra mâu thuẫn với một vị tiểu thư khác. Tôi đánh chết cô. Khương Cẩn Hòa, ở đây là Hoác gia, không phải nơi để cô làm loạn.
Xin lỗi Vân Vãn. Xin lỗi. Chị ta là đứa con riêng không biết liêm sỉ, cũng xứng đáng để tôi xin lỗi. Khương Cẩn Hòa. Nước đổ đầu vịt. Người đâu? Mau kéo ả tiện nhân xông vào bữa tiệc ra ngoài cho tôi. Tôi xem ai dám. Nếu không phải là đích thân lão gia Hoắc mời đến bữa tiệc này, tôi cũng không thèm tham dự đâu. Khương Cẩn Hòa. Không phải là cô bị dọa cho sợ rồi đấy chứ? Hoắc gia là gia thế hàng đầu ở Vân Thành. Ngay đến Hồng gia chúng tôi còn không có tư cách gặp mặt lão gia Hoắc. Cô nói ông ấy đích thân mời cô đến. Ai tin cô chứ? Đừng nói phét nữa. Ngay đến thư mời cô còn không có. Quản gia Hoắc để cô vào đây. Hoàn toàn là nể mặt Hồng gia chúng tôi. Hồng thiếu gia, người phụ nữ này ức hiếp em, anh phải xả giận cho em đấy. Được. Bây giờ anh sẽ thay em dạy dỗ nó. Còn có cả ả tiện nhân này nữa. Anh muốn làm cái gì? Thả cháu ra. Biết điều thì mau cút xéo cho tôi. Thả con trai tôi ra. Bằng không, tôi sẽ xử lý đứa nghiệt chủng này. Hồng Thế Hiền, anh đừng có quên, ở đây là Hoắc gia. Hồng gia là đối tác làm ăn với Hoắc gia. Cô nói Hoắc tổng giúp cô, hay là giúp chúng tôi? Bà ơi, mau cứu con. Anh thả thằng bé ra. Tôi sẽ rời khỏi Hoắc gia ngay. Bây giờ hối hận rồi sao? Muộn rồi. Đừng mà. Đó là ngọc bội gia truyền của Hoắc gia. Dừng tay lại. Tiểu Bảo. Sao có thể chứ? Sao lại giống như vậy? Nghĩ cái gì vậy? Lúc đầu người đó chỉ là một tên ăn mày. Người đâu? Đuổi bọn họ ra ngoài. Đúng rồi, đuổi bọn họ ra ngoài. Đưa ả điên này cùng với thằng nhóc đó ra ngoài. Tôi nói là các người có thể cút đi rồi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng không nhìn thấy Hồng gia ở Vân Thành này nữa. Khương Vân Vãn, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lẽ nào thằng bé này thật sự là con của mình sao? Chuyện hôm nay cảm ơn Hoắc tổng. Tiểu Bảo, đến đây với mẹ. Tiểu Bảo, tiểu thư Khương. Thật ra tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Miếng ngọc bội này ở đâu ra? Đây, là tôi mua ở hàng rong. Cũng không đáng tiền đâu. Nếu như Hoắc tổng thích thì có thể lấy đi. Bỏ đi, giữ lại cho thằng bé đi. Mẹ, mẹ lừa người. Đây rõ ràng là không còn sớm nữa. Chúng tôi đi trước đây. Mẹ ơi, chú Hoắc giúp chúng ta. Chúng ta mời chú ấy ăn một bữa cơm đi. Mẹ thấy con là muốn ăn thì có. Lúc nào tôi cũng có thời gian. Đi, đi điều tra cho tôi. Chuyện của đứa trẻ này rốt cuộc là thế nào? Vâng. Tiểu Bảo, con đang tìm cái gì vậy? Chú Hoắc vẫn còn đang bận việc, lúc nữa mới đến. Ăn không nổi thì mau cút đi. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Mắt mù hay sao mà dám đến đây? Suýt chút nữa tôi quên mất. Bây giờ cô chỉ là một con chó ngu dốt. Ở đây sao? Là nhà hàng lớn nhất ở Vân Thành. Người có thể vào đây đều là người có thân phận cao quý ở Vân Thành. Cô ấy, ngay đến người rót trà ở đây cũng chẳng có tư cách. Tôi còn phải đợi người. Tí nữa tôi sẽ gọi. Khương Cẩn Hòa, cô đang giả vờ cái gì vậy? Với đức tính của cô, ở Vân Thành còn có ai dám mời cô ăn cơm? Cũng không sợ hủy hoại danh tiếng của bản thân sao? Nhìn người của cô bẩn như vậy, để tôi rửa cho cô. Mạch này là mang thai rồi. Cô làm cái gì vậy? Cô thả tôi ra. Xem ra đứa bé này không đơn giản. Mày nói xem, ăn mặc đẹp như vậy, không phải đến để ăn cơm nhỉ? Là đến quyến rũ đàn ông sao? Nhân tiện tìm một người cha cho đứa nghiệt chủng này. Ngoan ngoãn cút khỏi Khương gia. Tao sẽ giữ lại cho mày cái mạng chó này. Bằng không,
mày xuống địa ngục cùng với mẹ mày đi. Là bà giết mẹ tôi. Đánh cho tôi. Đánh đến chỉ còn hơi thở cuối cùng, rồi đuổi ra ngoài. Sống chết thế nào, không liên quan đến Khương gia. Bây giờ nghĩ đến cái chết năm đó của mẹ, cùng với Tần Sương có liên quan đến nhau. Cho mẹ này. Tiểu Bảo đừng sợ, mẹ không sao. Thật sự là có mẹ sinh ra mà không được dạy dỗ. Không ngoan ngoãn làm đại tiểu thư của Khương gia, lại muốn đi làm ăn mày ở ngoài đường. Ba cháu không phải ăn mày. Lúc đầu nên nhốt cô vào lồng lợn, đỡ phải sinh ra đứa nghiệt chủng này, dẫn về làm mất mặt Khương gia. Còn ngây ra đó làm gì? Mẹ tôi là cổ đông ở đây, còn không mau đuổi cô ta ra ngoài. Mời hai vị. Tôi nói rồi, tôi đang đợi người. Được thôi, cô nói cô đợi người. Người đâu? Để tôi xem. Hôm nay ai dám dùng bữa cùng với một đứa ô danh của Khương gia đây? Đương nhiên là có. Là người mà cô và bà ta không thể đắc tội. Tôi không thể đụng vào. Em gái, tôi sợ là cô ở ngoài nhiều nên quên rồi. Ở Vân Thành, Khương gia tôi là người mà không ai có thể động vào. Vậy sao? Hôm nay người mời tôi ăn cơm là Hoắc Hành Châu. Chị đắc tội nổi không? Hoắc Tổng, mấy năm nay thu nhập của nhà hàng lớn ở Vân Thành luôn rất khấm khá. Đặc biệt là món cá hấp của nhà bọn họ, rất là xuất sắc. Tiểu thư Khương đã dẫn đứa bé qua đó trước rồi. Tôi thấy cô là thích ăn đánh, quên bản thân mình là ai rồi sao? Cô tưởng rằng Hoắc Tổng giúp cô ở bữa tiệc hôm đó là vì thích cô sao? Xem cái bộ mặt này của cô, cũng không biết bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua rồi. Cô nghĩ rằng Hoắc Tổng thích cô sao? Hay là nói, cô cảm thấy người đàn ông nào cũng có thể làm ba của con người khác sao? Cô! Sao nào? Khương Cẩn Hòa, muốn đánh tao? Mày đừng có quên, tao là mẹ mày. Một người tiểu tam cũng xứng đáng làm mẹ tôi. Mày! Bắt đứa tiện nhân này cho tôi phải đích thân dạy dỗ nó mới được. Tiểu Bảo, tránh ra. Tiểu Bảo. Khương Cẩn Hòa, nhìn rõ chưa? Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta. Đúng rồi, nói cho cô một tin tốt, 3 tháng sau chính là đám cưới của tôi và anh Thế Hiền. Đến lúc đó cô nhất định phải đến. Tôi còn phải cảm ơn cô đấy, nếu không phải cô làm bậy ở bên ngoài, tôi với anh Thế Hiền cũng không thể ở bên nhau. Một thứ rác rưởi tôi đã vứt đi, cũng chỉ có chị mới nhặt lên. Cô, tôi thấy cô là đang ghen tị với tôi. Cô là người xấu, không được bắt nạt mẹ cháu. Nhãi danh như mày cút sang một bên. Mày dám cắn tao, tao đánh chết mày. Tiểu Bảo. Cô muốn đánh chết ai? Hoắc Tổng. Không sao chứ. Xem ra Khương gia quá là dễ dãi đấy. Không phải đâu Hoắc Tổng, đều là Khương Cẩn Hòa này. Ồn ào. Hoắc Tổng, chuyện hôm nay là lỗi sai của Vân Vãn. Đi. Nếu như đã biết sai rồi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống. Hoắc Tổng, hài lòng rồi chứ? Chị, không cần phải hành lễ. Giống quá. Giống như là được tạo ra từ một khuôn vậy. Nếu như anh đồng ý làm ba của Tiểu Bảo, cũng được đấy. Tiểu thư Khương, đang nghĩ gì vậy? Khương Cẩn Hòa mày đang nghĩ gì vậy? Nào Tiểu Bảo, con không ăn. Tiểu Bảo bỏ bữa sẽ không cao đâu. Sẽ không như vậy đâu. Chú Hoắc cũng rất cao, chú ấy cũng không thích ăn rau. Nói đúng đấy, anh Hoắc anh cũng không ăn rau. Ừm. Tiểu Bảo. Hoắc Tổng, tôi vì sức khỏe của Tiểu Bảo mà nghĩ. Anh làm người gương mẫu đi.
Không ngờ rằng Hoắc tổng còn có khía cạnh trẻ con như vậy. Tiểu thư Khương, không biết là cô có hứng thú hợp tác với tôi không? Y thuật của cô rất cao, tôi hy vọng cô có thể làm bác sĩ riêng cho ông nội của tôi. Số tiền này nhiều hơn so với làm ở bệnh viện. Nếu như cô muốn đối phó với Khương gia, tôi cũng rất vui vẻ mà giúp đỡ. Anh điều tra tôi. Hợp tác cũng được, có điều tôi có điều kiện. Cô nói xem nào, chị gái tôi mang thai rồi. Tôi rất tò mò ba của đứa bé trong bụng chị ta là ai. Không thành vấn đề. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tiểu thư Khương, chúng ta có phải đã gặp nhau từ lâu rồi không? Hoắc tổng anh cũng quá là nhạt nhẽo đấy. Sao mỗi lần anh đều dùng cùng một chiêu vậy? Được rồi, chúng tôi ăn no rồi. Chúng tôi còn có chuyện đi trước đây. Không quan tâm là dùng cách gì, nhất định phải sửa được CCTV năm đó cho tôi. Khương Cẩn Hòa, người đó là cô sao? Áo cưới xấu như vậy cũng xứng đáng mặc lên người tôi sao? Có phải là cô coi thường tôi không? Không nghe thấy vợ tôi bảo xấu sao? Còn không mau đi đổi. Hồng thiếu gia, tiểu thư Khương, tôi sẽ đi lấy ngay cho hai người. Vậy còn được. Mẹ, con muốn ăn kem ở đó. Mẹ có thể đi mua cho con không? Được, vậy tiểu bảo không được chạy lung tung nhé. Vân Vãn em yên tâm, tiện nhân Khương Cẩn Hòa đó, anh sẽ không để cô ta làm loạn ở hôn lễ của chúng ta đâu. Người phụ nữ xấu đó lại muốn hại mẹ mình. Nếu như cô ta dám xuất hiện ở hôn lễ của em sẽ khiến cho cô ta biến mất mãi mãi. Đáng chết, ai vứt viên bi xuống sàn vậy? Bụng của tôi. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, cái cửa hàng này đừng có mở nữa. Ai bảo cô ức hiếp mẹ cháu? Qua đây cho tao. Tiểu tử, xúc sinh, mày dám hại tao. Quả nhiên đáng ghét giống như người mẹ lăng nhăng kia của mày. Không được phép nói mẹ cháu như vậy. Cô là người xấu. Sao nào tao cứ nói đấy. Mẹ mày chính là tiện nhân. Ba mày chính là thằng ăn mày ở bên lề đường. Còn mày là đứa nghiệt chủng. Mẹ cháu không phải. Mẹ mày chính là người như vậy. Nếu không như thế, sao mày không biết ba mày là ai? Mày chính là đứa con hoang không có ba. May mà tao đã bỏ mẹ mày, chứ không biết ở trên đầu còn có bao nhiêu cái sừng. Hai người đều là người xấu. Mày dám cắn tao? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày tự kiểm điểm lại mình. Một đứa bé không ngoan sẽ bị nhốt lại. Ngồi ở đây. Thằng danh con, đừng có mà động đậy. Nào qua đây. Ngoan ngoãn đi. Nhớ rằng, ai đến phải nói không nhìn thấy. Bằng không. Đi. Tiểu Bảo bị cặp vợ chồng này bắt nạt chỉ vì cậu là con của Cẩn Hòa. Vân Vãn không chỉ đánh cậu mà còn nhốt cậu vào tủ rồi khóa lại. Khi cô nhân viên bắt gặp cảnh đó thì Vân Vãn liền đe dọa sẽ xử lý luôn cô nhân viên, buộc cô nhân viên phải giữ bí mật. Sau đó cô ta cùng chồng hiên ngang rời khỏi như chưa có chuyện gì. Cô nhân viên chẳng còn cách nào khác, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiểu Bảo bị nhốt. Phía bên này Cẩn Hòa mua xong kem mà chẳng thấy Tiểu Bảo đâu, tưởng con bị lạc, cô hoảng loạn tìm kiếm và nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh. Nhưng bọn cũng chẳng thấy có đứa bé nào lãng vãng khu vực này. Cẩn Hòa bất lực ngồi xuống khóc lóc. Bất chợt cô nghĩ tới Hoắc tổng và nhờ anh đến trợ giúp. Cô nói Tiểu Bảo đã bị mất tích khi cô đi mua kem. Hoắc tổng cố gắng trấn an Cẩn Hòa và bảo sẽ tới ngay. Ít phút sau Hoắc tổng hớt hải chạy tới, Cẩn Hòa nắm lấy tay anh và cùng nhau đi tìm Tiểu Bảo. Cả hai cùng vào cửa hàng đồ cưới nằm ở cuối hành lang. Hoắc tổng hỏi thăm cô nhân viên về Tiểu Bảo. Cô ta liền hoảng loạn mà bảo tôi không biết gì hết, nhưng mắt lại liên tục liếc nhìn về phía cái tủ ở góc trái. Hoắc tổng cảm thấy khả nghi, nhanh chóng tiến tới mở khóa cái tủ, vừa mở cánh cửa ra đã thấy Tiểu Bảo nắm bất động bên trong. Hoắc tổng vội vàng bế Tiểu Bảo lên và đem ra ngoài. Cô nhân viên liên tục giải thích không phải tôi làm, tất cả là do ông Hồng và cô Khương đã làm điều đó, tôi thực sự không biết gì hết. Bế ra ngoài được một lúc thì Tiểu Bảo cũng tỉnh lại. Tiểu Bảo nói với mẹ, trong mơ con thấy bố đã đến để giải cứu con. Mẹ, bố của con đâu rồi? Cô liền viện lý do bố có công việc gấp và phải đi đến một nơi rất xa. Sau đó Hoắc tổng bước vào và đưa cho cô xem CCTV năm xưa, cảnh cô chị Vân Vãn đi chơi thú nhúng cùng các anh lực lưỡng.
Cần Hòa liền nảy ra ý tưởng để trả thù chị gái. Cô nhờ Hoắc tổng chăm sóc Tiểu Bảo vài ngày. Ngay khi tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ đến đón Tiểu Bảo ngay. Tiểu Bảo dường như cũng đồng ý ở cùng với Hoắc tổng và nói: con nhất định sẽ nghe lời chú Hoắc, mẹ hãy yên tâm. Cần Hòa thầm nghĩ sẽ tặng cho Khương Vân Vãn món quà cưới thật bất ngờ. Khi dám động đến con trai cưng của cô, phía bên này Vân Vãn đang chảy chuốt cho mình thật xinh đẹp. Cô ta không hề biết mình đang bị cô em gái nhắm tới. Ông bố và bà mẹ bước vào chúc mừng đứa con gái khi lấy chồng giàu và được Hồng Gia tặng cho khoản đầu tư 100 triệu. Nó như cứu lấy gia đình ta vấn đề vốn hóa vào tập đoàn Macy. Vân Vãn cho rằng đó là những chuyện cô nên làm. Bà mẹ cũng thêm vào tâng bốc đứa con gái, nhờ nó kết hôn với Hồng Gia mới có thể giúp gia đình chúng ta qua cơn khủng hoảng. Dù sao ông cũng nên cân nhắc giao quyền chủ tịch Macy cho nó. Ông bố cũng hứa sẽ đề xuất vấn đề này với ban giám đốc. Bà mẹ kế quả thật là con người mưu mô, bà căn dặn con gái phải lấy lòng Hồng Gia và thâu tóm họ. Vân Vãn vừa bước ra ngoài đã được khen ngợi rất xinh đẹp và khen luôn cái cốt cách quý sở tộc của cô. Vân Vãn được khen vui muốn nổ cái lỗ mũi, bỗng dưng vị khách không mời mà đến lại xuất hiện, Cần Hòa với cái đầm đỏ xe tà tiến gần về phía Vân Vãn, đồng thời cũng cướp đi sự khen ngợi của Vân Vãn về phía mình. Vân Vãn hét lên: Khương Gia chỉ có một vị tiểu thư duy nhất, và người sẽ kế nghiệp Khương Gia chính là tôi, Khương Vân Vãn. Không những thế, cô ta thản nhiên kể ra sự việc 5 năm trước, khi Cần Hòa vụng trộm và đã bị đuổi ra khỏi Khương Gia. Hôm nay mày còn mặt dày vác mạnh đến hôn lễ của tao sao? Cần Hòa chẳng thèm quan tâm những lời hùng hổ của Vân Vãn, mục đích cô đến đây chỉ là muốn tặng cho Vân Vãn món quà. Vân Vãn đe dọa: nếu mày dám gây rắc rối cho hôn lễ của tao, tao sẽ không ngại cho mày một trận như lúc trước. Cần Hòa cười khinh bỉ: Vân Vãn, đã nhiều năm rồi chị cũng chả có chút tiến bộ nào cả, cái miệng của chị vẫn rác rưởi như ngày nào. Vân Vãn chưa kịp đáp trả thì đã có rất nhiều những lời bàn tán xung quanh. Cô ta nhanh chóng đổi chủ đề sang anh Hồng, cho rằng Cần Hòa vẫn còn tơ tưởng đến chồng của cô ta và nổi giận khi cô ta hôm nay sẽ là cô dâu của anh Hồng. Ngay lúc đó anh ta cũng xuất hiện và tuyên bố chỉ yêu mỗi Vân Vãn, chế nhạo Cần Hòa không để tư cách để làm vớ chân cho anh ta. Hai vợ chồng cùng nhau tấn công tâm lý Cần Hòa, liên tục dùng những lời lẽ công kích khiến Cần Hòa phải nổi giận. Chị có tin tôi sẽ dạy cho chị một bài học nữa không? Anh Hồng nghe thế thì quát vài mặt Cần Hòa: mày chỉ là con chó bị đuổi ra khỏi nhà thì lấy tư cách gì để dạy lại thiên kim Khương Gia? Nghe thấy vậy Cần Hòa chỉ biết phì cười, cô nhẹ nhàng giải thích cho tên nông cạn này biết sự thật. Gia đình Khương Gia bây giờ đã rơi vào hồi kết, sẽ sớm bị trục xuất ra khỏi tứ đại gia tộc và Khương Vân Vãn cũng sẽ trở thành một bông hoa héo úa. Anh Hồng nổi giận muốn vung ra cú đấm thì bị Vân Vãn cản lại, cô nhắc nhở anh ta đám cưới sắp bắt đầu không muốn lỡ giờ lành. Trước khi đi anh Hồng còn thể hiện uy lực: chỉ cần tôi ở đây một ngày cô không khác nào rẻ rách để người ta dẫm đạp. Cần Hòa cũng chả quan tâm những lời đó mà bỏ vào. Vợ chồng bọn họ cứ thế bước vào trong sự khen ngợi của quan khách. Phía bên trên ông Khương đứng ra chủ trì hôn lễ cho Vân Vãn và Thạch Tiên. Ông ta nói ra những lời tốt đẹp và cầu chúc cho cặp vợ chồng son. Sau cùng ông ta mời hai vợ chồng tiến lên để phát biểu. Đầu tiên cô ta cảm ơn các quan khách đã đến để chung vui. Tiếp theo là đến phận khịa Cần Hòa khi đã nhường anh Hồng cho cô ta, để cô ta có được một đám cưới tràn đầy hạnh phúc như bây giờ. Đồng thời cũng dùng những lời giả nhân giả nghĩa thuyết phục ông bố tha lỗi. Bà mẹ thấy thế cũng bảo Cần Hòa nên ra mặt đáp lại lời cảm ơn với Vân Vãn. Cần Hòa nghe lời cầm lấy ly rượu đứng dậy, nhưng cô không phải để cảm ơn mà là khen Vân Vãn diễn xuất quá giỏi. Cô ta tỏ ra mình là nạn nhân khi nghe Cần Hòa nói mình đang diễn tình chị em. Cần Hòa đặt ly rượu xuống bàn khuyên Vân Vãn nên lột bỏ cái mặt nạ xuống. Chị đừng nên khiến bản thân mình không vui nữa khi đang rối lòng. Ông bố vỗ bàn không hiểu Cần Hòa đang liên thiên cái gì. Vân Vãn liền can ngăn mảng đấu khẩu của ông bố. Cô muốn tặng cho mọi người một video tuyệt vời và tràn đầy ý nghĩa, được chuẩn bị kỳ công giữa cô và anh chồng Hồng Thạch Tiên. Cả hai đều cười nói vui vẻ giới thiệu mà không hề biết video đã bị Cần Hòa đánh cháo. Khi video được bật lên, Vân Vãn như chết lặng. Đó là chiếc video chơi thú nhúng giữ Vân Vãn với người đàn ông nào đó trông rất vui vẻ. Bà mẹ la hét kêu người tắt ngay. Vân Vãn vội che mắt Thạch Tiên nhưng đã quá muộn, anh ta tát thẳng vào mặt Vân Vãn và lăng nhục cô. Mày đúng là đồ chó cái, sao mày lại dám đội cho tao cặp sừng to tướng đến vậy? Vân Vãn ra sức cầu xin cho rằng đó là dàn dựng và đã qua chỉnh sửa, nhưng anh Hồng đã thấy vẻ mặt vui vẻ như vậy làm sao có thể tin cho được. Lúc này Cần Hòa mới cảm thấy thỏa mãn mà đứng lên giễu cợt: tôi không ngờ chị cũng chả phải là thứ tốt lành gì. Mang thai trước đám cưới với chồng thật hạnh phúc, màn công kích quá thành công làm anh Hồng càng thêm tức giận. Lúc này Vân Vãn hết cách đành nói nó là con của anh Hồng. Anh Hồng tiện tay cho Vân Vãn thêm cú tát: đứa con trong bụng mày còn không biết là của thằng đàn ông nào, bây giờ mày lại muốn cho tao đổ vỏ sao? Những lời bàn tán xung quanh đồng loạt nổ ra, anh Hồng càng không thể giữ được bình tĩnh, mắng Khương Gia là đám chó rách rẻ tiền đi lừa gạt người khác. Từ hôm nay hôn nhân này sẽ bị hủy bỏ, đồng thời vốn đầu tư 100 triệu kia sẽ không có một đồng. Vân Vãn van xin níu kéo anh Hồng suy nghĩ lại.
anh làm ơn đừng rút vốn 100 triệu đó, nếu anh rút Hương ra của em coi như xong đời. Anh Hồng cầm lấy cảm của Vân Vãn mà vứt mạnh xuống, mày nghĩ mày đủ tư cách để yêu cầu tao làm gì sao? Ông bố và mẹ kế vội chạy lên để khuyên giải, Hồng Thiệu cậu muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Nhưng xin cậu đừng rút vốn đầu tư đó đi, anh Hồng vung tấy hất ông Khương ra một bên và bước lên tuyên bố. Từ nay trở đi trong tứ đại gia tộc sẽ không có Khương gia nào nữa, nói rồi anh ta vứt ngay cái bông cài áo mà bỏ đi một mạch ra ngoài. Ông bố không nghĩ chuyện diễn biến lại xấu đến như vậy, ông ta tát thật mạnh vào mặt Vân Vãn, làm sao tao lại có đứa con gái hư hỏng như mày. Mày có biết xấu hổ trước hành động của mày không? Bà mẹ khuyên ngăn một mực khăn khăn Vân Vãn bị oan. Ông bố không nghe và đổ lỗi đó lên người bà mẹ và sẽ tính sổ sau. Ông bố vội vàng rời khỏi cái đám cưới hỗn loạn. Cẩn Hòa tiến lại gần tỏ vẻ tiếc thương cho cái đám cưới của cô chị. Vân Vãn lúc này mới biết món quà to lớn đó chính là do Cẩn Hòa tặng. Chị đang trách tôi sao? Chính chị cũng đã làm vậy với tôi mà. Cẩn Hòa nhắc lại sự việc đã xảy ra 5 năm trước, từ chính bàn tay của Vân Vãn đã hạ thuộc để hại đi sự trong trắng của cô. Đồng thời đó cũng là cơ hội để mẹ con bà ta chèn ép và đuổi cô ra khỏi nhà. Bà mẹ dùng ánh mắt sắc lạnh và lao nhanh đến bóp cổ Cẩn Hòa. Tao đã sai khi không giết mày vào 5 năm trước. Đúng vậy, bà đã sai và chính tôi đã chịu đựng sự đau khổ đó. Tôi nhất định phải cho bà trả giá. Ngay lập tức bà ta đẩy mạnh Cẩn Hòa xuống đất và kêu người vào bắt giữ. Vân Vãn với khí thế hùng hồ bước tới nắm lấy cảm Cẩn Hòa. Mày dám hủy hoại tao vậy thì tao sẽ cho mày chết. Vân Vãn tát thật mạnh vào mặt Cẩn Hòa. Đang định nhốt vào nhà kho thì có tiếng bên ngoài ngăn cản. Ai dám động đến cô ấy? Cánh cửa mở ra, Hoắc Tổng cùng Tiểu Bảo hiên ngang bước. Các người đừng hòng làm tổn thương mẹ tôi. Tiểu Bảo nhanh chóng chạy đến bên mẹ. Khi thế Hoắc Tổng cùng giàng hộ giá quá đông khiến Vân Vãn phải lùi lại. Hoắc Tổng tiến tới dìu Cẩn Hòa đứng dậy và cho người tát Vân Vãn. Bà mẹ đứng ra trách Hoắc Tổng khi nhúng tay vào nhà bà ta. Chuyện của Khương gia thì để gia đình bà ta giải quyết. Miệng đồn quả thật rất nhanh, chuyện Hồng gia rút vốn 100 triệu Hoắc Tổng cũng đã biết. Danh gia vọng tộc gì ngày mai bà còn khó nhìn thấy mặt trời. Vân Vãn dù bị bắt giữ nhưng lại rất mạnh miệng muốn tự tay giết chết Cẩn Hòa. Hoắc Tổng với bộ mặt sắc lạnh muốn đáp ứng độ nổi tiếng cho Vân Vãn. Anh ra lệnh cho vệ sĩ lôi Vân Vãn ném ra trung tâm thành phố để cho mọi người ai cũng được chứng kiến cái vẻ thảm hại của thiên kim Khương gia. Bà mẹ định làm loạn liền bị Hoắc Tổng túm cổ. Riêng bà dám xúc phạm tôi, đây chỉ là hình phạt nhỏ cho bà. Nếu bà còn tái phạm tôi sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho bà. Nói rồi anh đẩy mạnh bà ta và cho người lôi Vân Vãn đi. Cô ta bị hai anh chàng vệ sĩ lôi đến bãi đất trống và bỏ mặt ở đó. Vân Vãn la hét và tức giận lên những cây cỏ xung quanh. Nào ngờ lại có hai tên côn đồ xuất hiện làm cho Vân Vãn la hét trong vô vọng. Hoắc Tổng, cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cô nói cảm ơn với tôi nhiều lần lắm rồi. Tôi quả thật đã làm phiền anh rất nhiều. Khương tiểu thư hình như đã quên rồi. Chúng ta là đồng minh tương thân mà, giúp nhau là chuyện nên làm. Theo dõi động tĩnh của Khương gia 24/24. Có gì báo ngay cho tôi. Khương Cẩn Hòa, chúng ta rốt cuộc là đã từng gặp nhau ở đâu vậy? Có quá nhiều sự trùng hợp. Tôi không tin là tôi với thằng bé không có quan hệ gì với nhau. Cầm lấy, giúp tôi kiểm tra DNA. Vâng, Hoắc Tổng muốn kiểm tra ai? Tôi với Khương Tiểu Bảo. Con khốn Khương Cẩn Hòa đáng chết. Mày đã hủy hoại hết tất cả của tao. Tao phải giết chết mày. Giết chết mày. Khương Cẩn Hòa, cái con tiện nhân âm hồn bất tán, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã đặt chân đến Vân Thành này. Giúp tôi xử lý một người. Khương Cẩn Hòa, không phải cô rất yêu quý con trai Khương Tiểu Bảo của cô sao? Tôi sẽ khiến cho cô cả đời này không gặp lại được nó nữa. Mẹ ơi, con nhất định sẽ bảo vệ giống ba bảo vệ mẹ vậy. Ba sao? Chặn cô ta lại. Thả tôi ra. Bỏ tôi ra. Tránh ra. Đừng đi. Các người đừng đi. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo à. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo.
Alo, con trai của tôi bị bắt cóc rồi. Các anh mau đến cứu nó đi. Biển số xe là 88502. Anh mau lên đi. Khương Cẩn Hòa, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Bảo bị bắt đi rồi. Tôi phải cứu nó. Cô như vậy sao mà cứu được nó chứ? Đi mau, dù có phải lật tung cái Vân Thành này lên cũng nhất định phải tìm cho ra Tiểu Bảo. Vâng. Cô yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Cẩn Hòa, về chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc, cô có nghi ngờ là ai làm không? Ngoài Khương Gia Gia, tôi không nghi ngờ ai nữa hết. Tôi đã đến Khương Gia rồi. Thực sự Khương Gia không có ai cả. Nhưng mà cô yên tâm đi, Tiểu Bảo sẽ bình an vô sự thôi. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Tìm thấy Tiểu Bảo rồi. Thật sao? Tiểu Bảo, ở đây nguy hiểm, cô cứ đứng đợi ở đây. Để tôi đi. Không được, tôi phải đi cùng với anh. Ở đây rộng lớn như vậy, chúng ta chia ra tìm. Gặp nguy hiểm nhất định phải hét lớn lên. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Alo, chuyện đã làm ổn thỏa chưa? Đã làm ổn thỏa rồi thưa tiểu thư. Tiểu thư yên tâm đi, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Được, tôi biết rồi, tôi còn có việc. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, con đừng sợ, mẹ đến cứu con đây rồi. Hoắc Hành Chu, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, con tỉnh lại đi, mẹ đến cứu con đây. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, mẹ, ba, chúng ta về thôi. Khương Cẩn Hòa, trong mắt của mày còn có người ba này nữa hay không? Nếu tôi nhớ không lầm thì 5 năm trước ông đã từng nói không có đứa con gái nào như tôi mà. Khương Cẩn Hòa, có giỏi thì mày về đây. Dù sao thì đồ của mẹ mày cũng chỉ là rác, để lại cũng chỉ chật nhà mà thôi. Đương nhiên là tôi sẽ về, đồ của mẹ tôi ông đừng mơ mà động vào. Có cần tôi giúp gì không? Hoắc Tổng, phiền anh chăm sóc Tiểu Bảo giúp tôi. Tôi sẽ đón nó về sớm thôi, được. Viễn Văn, con Cẩn Hòa đó có chịu giúp tập đoàn Khương Thị của chúng ta không? Nếu không có tiền đầu tư, Khương gia sẽ... Được rồi. Tôi là ba của nó dám không giúp sao? Nếu như Cẩn Hòa nó lợi dụng cơ hội này lấy lại cổ phần của Khương Thị không? Khương Thị vốn là nơi mà nó muốn đến thì đến. Tuy nhiên bà yên tâm, tôi sẽ không để nó uy hiếp đến vị trí của Vân Vãn trong tập đoàn đâu. Khương Tổng vẫn là người quan tâm đến lợi ích của mình. Quỳ xuống. Tốn bao nhiêu công sức gọi tôi về chỉ là muốn tôi quỳ xuống trước mặt ông thôi sao? Cẩn Hòa, sao con lại ăn nói với bà của mình như vậy? Tôi nói chuyện với Khương Tổng, liên quan gì đến bà? Nghịch tử, đây là thái độ nói chuyện với bề trên của mày sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì 5 năm trước tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Giờ các người đâu phải là trưởng bối của tôi nữa. Khốn khiếp, mày hủy hoại thanh danh của chị mày, đẩy Khương gia vào đường cùng. Hồng gia và Khương gia trở mặt với nhau cũng là do mày. Mày còn không mau quỳ xuống. Là tôi phá hoại sao? Khương Cẩn Hòa, nếu mày không chịu đồng ý thì sau này đừng mơ nhìn thấy di vật của mẹ mày nữa. Ông dám động đến di vật của mẹ tôi sao? Ai bảo mày đắc tội với Hồng gia? Bây giờ mày phải kiếm được 500 triệu tệ đầu tư vào Khương Thị. Nếu không tao sẽ đốt hết di vật của mẹ mày. 500 triệu tệ sao? Sao ông không đi cướp luôn đi? Cẩn Hòa, không phải gần đây mối quan hệ của con với Hoắc Tổng rất tốt hay sao? Số tiền đầu tư này với Hoắc gia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Con xem, bà đừng mơ. Mày, Khương Cẩn Hòa, dù sao mày cũng là con của Khương gia. Giờ Khương Thị gặp nguy, mày ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp.
lúc trước tôi bị hãm hại, bị các người đuổi ra khỏi nhà. Sao lúc đó không có ai đứng ra nói tôi là một phần của Khương gia đi? Nếu như con đồng ý giúp Khương gia, ba sẽ cho con một cơ hội để trở về Khương gia. Giúp Khương thị cũng được thôi, nhưng tôi phải lấy lại số cổ phần của mẹ tôi. Khương Cẩn Hòa, mày cũng quá tham lam rồi đấy. Đó là 20% cổ phần đấy. Vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa rồi. À đúng rồi, là ông cầu xin tôi. Với tôi 500 triệu không có gì khó cả. Di vật của mẹ tôi có thể từ từ lấy lại. Nhưng mà Khương gia nếu như không có sự đầu tư của Hoắc gia, không biết là có thoát khỏi khó khăn này không. Mày, 20% cổ phần để đổi lấy sự hợp tác giữa Khương gia và Hoắc gia. Cuộc làm ăn này sẽ không lỗ đâu Khương tổng. Đưa di vật của mẹ tôi đây. Khương Cẩn Hòa, mày làm như vậy có xứng với Khương gia, có xứng với sự kỳ vọng của mẹ mày không? Tôi vốn nên làm như vậy sớm hơn. À đúng rồi, cuộc họp cổ đông lần sau đừng quên thông báo với tôi đấy. Cẩn Hòa theo lời đe dọa của ông bố liền đến Khương gia để nhận lại cho cốt của người mẹ. Đồng thời cô cũng muốn chấm dứt toàn bộ quan hệ với Khương gia, nhưng ông bố lại không muốn cô chấm dứt dễ như vậy. Ông ta ép cô phải đưa 500 triệu mới giao ra cho cốt. Cả hai bên đều bất đồng quan điểm, bỗng nhiên cô liền nảy ra một ý. Phải ký tên chuyển nhượng 20% cổ phần của công ty cho cô thì cô mới chấp nhận. Ông bố không còn cách nào khác đành phải ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi Cẩn Hòa rời khỏi, ông bố liền trút bỏ sự tức giận. Bà mẹ khuyên ông bố không nên tức giận chuyện này, vì bà ta đã có cách để trừng trị Cẩn Hòa. Chỉ vì nó có Hoắc tổng bên cạnh nó mới tự tin đến vậy. Thử nói nếu không có anh ta thì nó khác gì thứ rác rưởi. Chuyển cảnh Cẩn Hòa đến nhà để chữa trị cho ông nội Hoắc tổng, cô cho biết bệnh của ông nội không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần uống vài than thuốc bổ thì cơ thể ông nội sẽ bình phục. Ông nội vui vẻ khen Cẩn Hòa là hoa đà tái thế, bởi lẽ căn bệnh của ông nội đã kéo dài gần chục năm mà ai cũng bó tay. Bỗng nhiên ông nội hỏi con nghĩ sao về cháu trai của ông. Chỉ với câu hỏi đơn giản cũng đủ làm Cẩn Hòa phải bối rối. Ông nội thấy cô ngượng ngùng liền thay cô đưa ra quyết định, hay là ta chọn ra ngày lành tháng tốt và chủ trì luôn hôn lễ. Cẩn Hòa vội vàng viện cớ là có việc gấp để rời khỏi. Ông nội nhận thấy đứa cháu trai đã rơi vào lưới tình nhưng vẫn không chịu bày bỏ. Ông liền dùng chiêu khích tướng, nếu con không thích con bé thì con hãy đi ăn trưa cùng với Thiên Kim Kiều gia theo lời của mẹ con. Hoắc tổng không nói lời nào mà chạy ra ngoài. Ông nội cười vui sướng để ông xem cháu trai ông giả vờ được bao lâu. Cẩn Hòa vừa ra khỏi nhà, Hoắc tổng đã lật đật chạy theo. Anh nắm lấy tay cô và đề nghị sẽ đưa cô về nhà. Hoắc tổng, thực ra cô có chuyện gì à? Không lẽ cô muốn cưới tôi sao? Nói thẳng ra như vậy Cẩn Hòa càng thêm né tránh. Cô vội bảo là có chuyện nhờ Hoắc tổng giúp đỡ, anh liền thể hiện là mình luôn sẵn lòng. Cẩn Hòa cho biết là Khương gia đang gặp khó khăn và cần tới sự giúp đỡ của Hoắc tổng. Nói ra thì mới biết số tiền Cẩn Hòa cần lên đến 500 triệu, Hoắc tổng bảo đó không phải là số tiền nhỏ. Nhưng anh vẫn sẵn lòng đồng ý chỉ với một điều kiện, Hoắc tổng từ từ áp sát lại gần cô. Ẩn ý nói ngày mai nhớ phải ăn mặc đẹp và có thể dẫn Tiểu Bảo đi cùng, nhớ đừng đến muộn nhé. Ngày hôm sau theo lời mẹ, Hoắc tổng cùng đi ăn trưa với cô Thiên Kim Kiều gia. Anh vô cùng hồi hộp vì đã dặn Cẩn Hòa và Tiểu Bảo đến sớm nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Kiều Lộ thì liên tục đụng chạm và nhắc đến chuyện hôn nhân. Hoắc tổng viện cớ ra ngoài nhưng đã bị cô ta nắm lại. Đang níu kéo thể hiện tình cảm thì Cẩn Hòa và Tiểu Bảo cũng xuất hiện. Cẩn Hòa thấy Kiều Lộ đang sờ soạng tùm lum, tưởng anh đang hẹn nên cô định rời khỏi. Bỗng nhiên Tiểu Bảo buông tay cô và lao tới Hoắc tổng gọi bố. Trong tình thế khó xử, Cẩn Hòa quay lại nở ra nụ cười tự tin. Hoắc tổng nhanh chóng giới thiệu Cẩn Hòa chính là tình yêu đích thực của anh. Nghe Hoắc tổng giới thiệu càng khiến cô thêm ngơ ngác. Kiều Lộ không tin đứng dậy hỏi Hoắc tổng, anh và cô ấy đã quen nhau khi nào, còn đứa bé này nữa sao gọi anh bằng bố. Quả là câu hỏi hay, Cẩn Hòa cũng tự hỏi trong đầu mình. Hoắc tổng thì thầm bên tai Cẩn Hòa nhờ cô giúp đỡ anh thoát khỏi Kiều Lộ, khi hoàn thành xong chuyện này cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho. Nghe có cho tiền, Cẩn Hòa liền đổi thái độ, ôi chồng yêu, không phải là anh muốn đưa em và con đến công viên giải trí sao, tại sao anh lại đi hẹn hò với cô gái khác. Thôi em yêu, anh biết anh sai rồi. Tình huống này không có trong kịch bản. Cẩn Hòa vội kéo tay muốn thoát khỏi cái ôm đó. Nhưng anh chàng tổng tài này lại diễn quá nhập tâm, cả ba đang định rời khỏi thì Kiều Lộ hét lên, đợi một chút. Cô ta vẫn không tin chỉ dựa một đứa trẻ mà có thể vào nhà họ Hoắc. Cô ta tự tin cho biết nhà họ Kiều của cô ta mới thực sự xứng với nhà họ Hoắc. Cô đứng ra dõng dạc tuyên bố cô ta chính là con dâu duy nhất của nhà họ Hoắc, nói rồi quay sang chửi Tiểu Bảo chính là đứa con ngoài giá thú. Mặc dù bản thân mình chưa ai cưới hỏi gì,
Nghe thấy con trai bị sỉ nhục, Cẩn Hòa càng thêm nhập tâm. Chồng yêu, không lẽ anh lại cưới một người như cô ta mà bỏ rơi em và con sao? Không, làm sao anh lại là một người vô trách nhiệm đến vậy? Kiều Lộ cay cú tiến lại nắm lấy tay Hoắc Tổng. Cô khuyên bảo anh cho rằng Cẩn Hòa đến với anh chỉ vì tiền. Còn khẳng định thêm Tiểu Bảo không phải là con ruột của Hoắc Tổng. Nếu muốn, cô ta có thể sinh cho anh một chục đứa con để làm đội bóng. Tiểu Bảo liền đẩy Kiều Lộ vì dám nói xấu mẹ cậu. Nào ngờ bị cô ta đẩy ngược lại và té xuống đất. Tiểu Bảo khuyên Hoắc Tổng hãy lấy lại công bằng cho mẹ. Cẩn Hòa lúc này không nhịn nữa, cô đứng ra nói lý lẽ với Kiều Lộ. Tôi thấy cô là một người phụ nữ cao quý, nhưng không ngờ bản chất cô lại trơ trẽn đến vậy. Ở một nơi công cộng như vậy, cô lại ngang nhiên đi cướp chồng của người đã có gia đình. Cẩn Hòa liền thể hiện cho Kiều Lộ thấy gia đình này là thật. Cẩn Hòa nắm lấy cổ áo Hoắc Tổng và hôn anh trong sự ngơ ngác. Kẻ bên trong thì hôn chụt chụt, kẻ bên ngoài trợn mắt đứng nhìn. Cô thấy rồi đấy, người đàn ông này là của tôi, cô đừng nghĩ đến việc cướp nó khỏi tay tôi. Tiểu Bảo cũng chính là đứa con duy nhất của tôi với Hoắc Tổng, và nó cũng không phải là đứa con ngoài giá thú như cô đã nói. Kiều Lộ tức giận muốn tán sái quai hàm Cẩn Hòa liền bị Hoắc Tổng chặn lại. Cô định làm gì vậy? Cô còn muốn đánh vợ tôi à? Kiều Lộ vùng vẫy nhắc lại chuyện thời thơ ấu, nhưng có lẽ nó đã bị vô dụng liền bị Hoắc Tổng vứt tay ra. Anh quay sang thì thầm với Cẩn Hòa, anh thực sự không quen biết gì với cô gái này, em tin anh mà chồng. Giải quyết xong mọi chuyện, cả ba đều rời khỏi, bỏ lại cục tức cho Kiều Lộ. Cô ta vô cùng tức giận gọi điện cho ai đó điều tra Cẩn Hòa, thề sẽ khiến cho Cẩn Hòa phải trả giá mọi chuyện. Vừa mới nắm tay vui vẻ ra ngoài, Cẩn Hòa liền thay đổi thái độ và bảo Hoắc Tổng đưa tiền. Hoắc Tổng ngơ ngác trước màn diễn xuất thần sâu của Cẩn Hòa, bây giờ cô lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Cẩn Hòa không muốn nói nhiều, chỉ muốn Hoắc Tổng đưa tiền. Anh rút ra tấm thẻ đen quyền lực và căn dặn, đây là 500 triệu không phải một xu, em không muốn đi công viên giải trí nữa à? Cẩn Hòa rút tấm thẻ trong tay Hoắc Tổng và bảo anh hãy đi một mình đi. Tiểu Bảo nắm lấy tay anh nói lần sau chúng ta đi công viên nhé. Sau đó hai mẹ con dễ dàng lấy 500 triệu mà rời khỏi, bỏ lại Hoắc Tổng đứng ngơ ngác một mình. Phía bên này hai bố con nhà họ Khương đang bàn bạc kế sách để lấy lại 20% của Cẩn Hòa. Bỗng nhiên có người gọi đến Vân Vãn bảo người tập đoàn họ Hoắc đang liên hệ để mua cổ phần. Vân Vãn càng thêm chắc Hoắc Tổng sẽ mua lại cổ phần này cho Cẩn Hòa. Cũng có nghĩa là số cổ phần trong tay Cẩn Hòa ngày một tăng, điều này cũng sẽ gián tiếp đến số cổ phần tiếp quản chức chủ tịch của cô ta. Vân Vãn khuyên ông bố nên làm gì đó để ngăn cản chuyện này, nhưng ông bố vẫn tin những người đó đều là họ hàng ruột thịt, không dễ dàng mà để mua được. Nói rồi ông ta bảo Vân Vãn yên tâm, ông ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Vân Vãn thề sẽ xé xác Cẩn Hòa nếu có âm mưu lật đổ chức chủ tịch của cô ta. Và rồi cô ta nảy ra một ý phòng ngừa hơn là chữa trị. Vân Vãn điện đến ai đó nhờ giải quyết Cẩn Hòa. Phía bên này hai mẹ con Cẩn Hòa đang đi dạo. Tiểu Bảo hỏi mẹ ơi, con muốn chú Hoắc làm bố của con được không? Cô chưa trả lời bỗng nhiên ai đó gọi đến. Nó đã khiến cô không để ý chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Và rồi chiếc ô đã rách người thì máu chảy nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Khi Hoắc Tổng đến nơi thì cả hai đã vào cấp cứu. Bác sĩ vừa ra, Hoắc Tổng vội hỏi thăm tình hình. Bác sĩ cho biết tài xế do mệt mỏi mà vượt đèn đỏ khi lái xe. Vậy tình trạng của mẹ con cô ấy sao rồi? Tình trạng cả hai đều không mấy lạc quan, nhưng đứa trẻ thì tốt hơn người mẹ, có đều cần phải truyền máu. Bác sĩ cho biết Tiểu Bảo thuộc dạng máu hiếm, hàng tồn kho của bệnh viện gần như cạn kiệt. Hoắc Tổng không nghĩ ngợi gì bảo bác sĩ hãy dùng máu của anh. Nhưng bác sĩ lại nói người thân trong gia đình thì không thể truyền máu. Lúc này Hoắc Tổng đành nói mình không phải là bố của Tiểu Bảo. Đang định cùng bác sĩ vào để truyền máu thì anh thư ký hớt hải chạy tới. Anh ta cầm giấy theo giám định nói Tiểu Bảo chính là con ruột của Hoắc Tổng. Anh mở giấy giám định ra xem thì quả đúng như vậy. Anh vô cùng vui mừng khi biết Tiểu Bảo chính là con ruột của mình. Nhưng theo lời bác sĩ thì người thân không được phép truyền máu. Anh liền cho thư ký thông báo tìm kiếm người có nhóm máu âm tính RH trong khu vực. Người nào truyền máu thành công cho con trai anh sẽ được thưởng 100.000 tệ. Hoắc Tổng vô cùng lo lắng ngóng ra ngóng vào. Vài tiếng sau thư ký cho biết tình trạng Tiểu Bảo đã ổn định, còn Cẩn Hòa vẫn chưa có kết quả khả thi. Bác sĩ vừa bước ra Hoắc Tổng đã nhào tới hỏi tình trạng của Cẩn Hòa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tôi e rằng khả năng của chúng tôi không thể để vẻ nên phép màu. Nghe thấy câu nói của bác sĩ, Vân Vãn thỏa mãn đứng ở một góc bật cười. Muốn cạnh tranh với tao mày đừng hòng mà sống. Hoắc Tổng không thể nào chấp nhận chuyện này. Anh ra lệnh thư ký bằng mọi cách phải tìm được người chữa trị cho Cẩn Hòa. Bác sĩ cố gắng giải thích cho Hoắc Tổng biết về tình trạng của Cẩn Hòa. Với tình trạng vô cùng nghiêm trọng khó mà cứu chữa được, bỗng nhiên có một người kéo hành lý đi vào chê những bác sĩ ở đây đều là lang bầm. Người này là Cố Hi Chi, đồng thời cũng là sư huynh của Cẩn Hòa. Anh cố định đi vào thì lại bị bác sĩ cản lại. Bác sĩ giải thích lại một lần nữa về trạng của Cẩn Hòa. Có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng cũng đều bó tay, nhưng Hoắc Tổng lại bảo bác sĩ để cho anh cố vào. Vì Hoắc Tổng biết anh cố đây chính là giáo sư của Bệnh viện Vân Thành, đồng thời còn là sư huynh của Cẩn Hòa thì y thuật cũng không phải tầm thường. Sau một tuần do anh cố điều trị thì Cẩn Hòa đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô vừa thức dậy, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Tiểu Bảo. Anh cố cho Cẩn Hòa biết Tiểu Bảo đã rất khỏe và cực kỳ ổn định. Lúc này Cẩn Hòa mới nhận ra người trước mặt chính là vị sư huynh của cô. Lý do anh cố quay trở lại là vì sợ Cẩn Hòa gặp nguy hiểm. Và may mắn là Cẩn Hòa đã nghe cuộc điện thoại đó. Anh cố đẩy Hoắc Tổng ra tiến tới bắt mạnh cho Cẩn Hòa. Thấy vậy Hoắc Tổng liền gạt tay anh ta ra và đắp chăn lại cho Cẩn Hòa. Hoắc Tổng đã ghen và quay lại tuyên bố chủ quyền. Anh cố chả thèm quan tâm và đưa cho Cẩn Hòa tập hồ sơ. Theo báo cho thấy sau khi xem xét cẩn thận, cái chết của mẹ Cẩn Hòa có điều đáng ngờ. Dù cho gì Khương cơ thể có yếu đến mức nào, nếu vẫn dùng thuốc bổ thì cơ thể không thể nào giảm đột ngột đến vậy. Như vậy cho thấy có thể gì Khương đã bị người khác hạ độc. Nói rồi anh cố bảo Cẩn Hòa cứ an tâm tịnh dưỡng, đừng lo lắng vì anh đã cho người đi tìm bằng chứng rồi. Cho biết xong mọi chuyện anh cố liền rời khỏi để lại không gian riêng tư cho hai người. Hoắc Tổng muốn biết sự thật về câu chuyện năm xưa. Anh đã ẩn ý hỏi Cẩn Hòa về cha của Tiểu Bảo. Dường như Hoắc Tổng muốn tiết lộ gì đó thì có cuộc điện thoại gọi đến. Cẩn Hòa cho biết không muốn gặp lại người đó. Cô liên tục trách mắng anh ta không phải là một người cha tốt. Nhận thấy Cẩn Hòa có cái nhìn xấu về mình, anh cũng không vội vàng tiết lộ. Đành phải chờ thời cơ để cho Cẩn Hòa có cái nhìn khác. Suy tư một lúc lâu, Hoắc Tổng nhớ đến một tin vui muốn cho Cẩn Hòa biết. Đó là anh đã mua lại số cổ phần của tập đoàn Macy. Ngày mai chính là ngày đại hội cổ đông, cô vẫn muốn đến chứ? Tất nhiên rồi. Tôi thừa biết vụ tai nạn này chính là bọn họ sắp đặt. Cẩn Hòa thực sự muốn xem cái vẻ mặt khinh ngạc của đám người Vân Vãn. Sau khi Vân Vãn chắc chắn rằng Cẩn Hòa khó mà qua khỏi, cô ta đã nhờ bố triệu tập các cổ đông lớn để nói vài lời tốt đẹp cho cô ta. Ông bố nhiệt tình giới thiệu với các cổ đông. Chính Vân Vãn là người đã thuyết phục Hoắc Tổng hợp tác với Khương Thị, đã giúp cho công ty của ông ta một bước lao thẳng vào top 10 Vân Thành, nên vì thế ông bố tặng cho Vân Vãn 10% cổ phần. Đồng thời ngỏ ý trao chức phó chủ tịch hội đồng quản trị cho Vân Vãn. Cô ta tự tin bước lên nhận chức phó chủ tịch hội đồng quản trị trong sự ngợi khen của các cổ đông và những kẻ nịnh bợ. Ông bố vừa tính kết thúc cuộc họp thì nhân viên chạy vào. Cô ta bảo bên ngoài có người muốn tham gia đại hội cổ đông. Ông bố tỏ ra không hiểu, vì tất cả những cổ đông Khương Thị đều đã có mặt, đang bàn tán sôi nổi thì Cẩn Hòa hiên ngang bước vào. Cô không đồng ý cho Vân Vãn đảm nhiệm chức phó chủ tịch hội đồng quản trị. Vân Vãn đang không hiểu vì sao Cẩn Hòa còn sống liền bị ông bố ngăn lại. Thấy bọn họ vẫn giả vờ như không biết chuyện gì, Cẩn Hòa liền nói toàn bộ những âm mưu của hai bố con làm mọi người đều xôn xao. Ông bố vẫn tiếp tục biện minh đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, con vẫn bình an vô sự quả là tốt quá rồi. Cẩn Hòa đe dọa sẽ dùng 20% số cổ phần đang nắm trong tay, buộc ông bố không được trao chức phó chủ tịch cho Vân Vãn. Lúc này Vân Vãn vẫn tự tin cho rằng mình sẽ chiến thắng, vì lúc này trong tay cô có tận 30% số cổ phần. Ông bố cũng thêm vào nói Cẩn Hòa chưa có kinh nghiệm điều hành công ty, ngược lại còn muốn Cẩn Hòa phải phó tá Vân Vãn lên chức chủ tịch. Các người xung quanh cũng tán thành ý đó. Cẩn Hòa liền mắng cái tập đoàn Khương Thị đều là bọn vô ơn. Chính tôi là người đã đi cầu xin Hoắc Tổng hợp tác mới có thể giúp cho mấy người vượt qua được cơn khủng hoảng. Bây giờ bọn họ lại một mực khăn khăn công lao đó là của Vân Vãn. Vân Vãn nhất quyết phủ nhận và còn đòi bằng chứng của Cẩn Hòa. Nghe thấy thế Cẩn Hòa liền đe dọa, tôi có thể nhờ anh ấy hợp tác, bây giờ tôi vẫn có thể làm ngược lại. Hết đường cải, Vân Vãn đành nói xấu Cẩn Hòa đã làm sugar baby cho Hoắc Tổng. Ông bố cũng tin răm rắp như vậy và bảo Cẩn Hòa về trước. Vân Vãn tiến tới chăm chọc Cẩn Hòa vì chức phó chủ tịch vẫn là của cô ta. Nào ngờ Cẩn Hòa đã tặng ngay cho cô ta cú tát. Cẩn Hòa mạnh miệng đe dọa các cổ đông, lẽ nào các người vẫn cho rằng tôi chỉ có 20% cổ phần thôi sao? Cẩn Hòa ném số cổ phần của Hoắc Tổng xuống bàn, các người hãy nhìn cho kỹ, tôi có hơn 50% số cổ phần và cô tuyên bố từ hôm nay tôi chính là chủ tịch mới của Khương Thị. Các cổ đông đồng loạt mắng chửi Cẩn Hòa thích giả tạo, ông bố thì càng thêm tức giận muốn trừng phạt Cẩn Hòa. Ông ta ra lệnh cho người ném Cẩn Hòa ra ngoài. Vân Vãn được nước lên mặt sỉ nhục Cẩn Hòa càng thêm thậm tệ. Có một cổ đông trong số đó đã cầm lấy và phát hiện chuyện này là thật. Vì trong số cổ phần đó có cả chữ ký của Hoắc Tổng, đã chuyển nhượng 35% số cổ phần cho Cẩn Hòa. Ông bố lật đật cầm lấy và không thể nào tin đây là sự thật. Cẩn Hòa cho rằng bây giờ chính là lúc ông bố phải trả lại công ty cho mẹ cô. Vân Vãn làm loạn lên không muốn bị mất chức. Cô ta bảo toàn bộ những giấy tờ đó đều là giả. Ông bố tiếp tục nghe lời Vân Vãn kêu bảo vệ tống cổ Cẩn Hòa ra ngoài. Bất ngờ lúc đó Hoắc Tổng đạp cửa xông vào với khí thế ngút trời. Để tôi xem ai dám động tới Cẩn Hòa. Hoắc Tổng tiến vào nắm lấy tay cô. Ông bố vội vàng chạy ra cung kính chào hỏi Hoắc Tổng. Ông bố quay sang nhìn Vân Vãn, cô ta tỏ ra mình không hề biết Hoắc Tổng sẽ tới. Hoắc Tổng liền khẳng định lại một lần nữa. Chính tôi là người đã chuyển số cổ phần đó cho Cẩn Hòa. Ai dám nói số cổ phần tôi đã chuyển là giả. Ông bố liền nhảy vào chê Cẩn Hòa chỉ là đứa bán thuốc, nói cô không đủ khả năng để tiếp quản công ty. Hoắc Tổng nhăn mặt nhìn về phía ông bố, ông đang dạy tôi cách làm việc à? Ông bố vội vàng phủ nhận điều đó. Sau đó Hoắc Tổng đứng ra tuyên bố, từ hôm nay Cẩn Hòa chính là chủ tịch mới của tập đoàn Khương Thị.
vì đơn giản anh biết tập đoàn Khương Thị là do mẹ của Cẩn Hòa đã gây dựng nên. Bây giờ trả lại cho Cẩn Hòa cũng là lẽ đương nhiên, các cổ đông chẳng ai dám phản đối đều đồng loạt vỗ tay tán thành. Ông bố tức mà chẳng nói được nên lời, ngay giây sau Cẩn Hòa liền đưa ra thông báo, sa thải toàn bộ những người đã phản bội mẹ của cô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông bố cũng sẽ bị sa thải, còn Vân Vãn được Cẩn Hòa ưu ái cho đi dọn nhà vệ sinh, ngay lập tức Vân Vãn bị anh đeo kinh đen lôi xuống trong sự la hét. Sau khi rời khỏi công ty, Tiểu Bảo cảm thấy đói và muốn đi ăn cùng Hoắc tổng, nhưng Cẩn Hòa không cho và bảo chú Hoắc của con rất bận. Tiểu Bảo ôm lấy chân Hoắc tổng ngỏ ý muốn anh giả làm bố để đi họp phụ huynh cùng mẹ cậu. Hoắc tổng cũng nhanh chóng đồng ý sẽ đến đúng giờ. Ngày hôm sau, cô giáo cung kính rót nước cho Chu thiếu gia nhưng lại bị anh ta hất văng đi và quát hét vì phải chờ đợi. Cùng lúc đó, Cẩn Hòa và Tiểu Bảo hớt hải chạy vào do đến muộn. Cẩn Hòa chưa kịp thở thì đã bị cô giáo chửi xối xả vào mặt. Cô ta nói Cẩn Hòa chỉ là thứ thấp hèn dám làm lãng phí thời gian của Chu thiếu gia. Hai vợ chồng Chu thiếu gia cũng đồng loạt lăng nhục Cẩn Hòa. Thấy vậy, cô giáo càng thêm nịnh bợ để lấy lòng, chế nhạo Cẩn Hòa là gái không chồng mà chữa phải một mình nuôi con. Nghe cô giáo nói Cẩn Hòa không có chồng, hắn ta càng thêm đắc ý, hắn đá bay cái ghê của Tiểu Bảo, không muốn cho Tiểu Bảo học chung với con trai hắn. Hắn sợ Tiểu Bảo sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của con trai hắn. Cẩm Mỹ cũng tán thành với ý kiến của Chu thiếu gia, lấy lý do là không có cha buộc Tiểu Bảo phải nghỉ học. Để sau này tránh gây ảnh hưởng đến người khác, cô giáo không dám động đến gia đình quyền thế. Cô ta bảo sẽ sắp xếp cho Tiểu Bảo nghỉ học ngay lập tức. Cẩn Hòa liền ngăn cản hành động điên rồ của cô giáo, nhưng cô ta đắc ý cho biết cả cái trường đều là của Chu thiếu. Anh ta ra lệnh cho ai nghĩ thì người đó buộc phải nghỉ. Hoắc tổng đứng đằng sau nghe hết tất cả những lời cặn bã của Chu thiếu. Thư ký định ra mặt nhưng Hoắc tổng lại ngăn cản. Anh ra lệnh cho thư ký đi gọi hiệu trưởng gặp để mua lại toàn bộ cái trường này. Đúng là phong cách người giàu xịn hẳn. Phía bên này, Cẩm Mỹ liên tục chế nhạo cái hoàn cảnh của Tiểu Bảo. Không những thế còn cho rằng Cẩn Hòa có rất nhiều tình nhân bên ngoài. Tiểu Bảo nổi nóng quát lên, tôi có ba. Tên Chu thiếu dòng ngó muốn nhìn xem mặt ba của Tiểu Bảo, hay là ba của mày sợ cái uy lực của tao nên trốn rồi à? Ba của tôi là tổng tài vô cùng quyền lực. Tiểu Bảo nói vừa dứt câu, tất cả phụ huynh ai nấy đều bật cười. Cẩm Mỹ càng lúc cái miệng càng thâm độc. Cô ta liên tục chửi mẹ con Cẩn Hòa từ trên xuống dưới. Cẩn Hòa không kìm được tức giận liền cho cô ta cú tát. Cô dám đánh tôi ư? Tôi dám đánh cô đấy. Cẩn Hòa định cho thêm cú nữa liền bị Chu thiếu nắm lại. Không những thế, hắn ta còn đá văng Tiểu Bảo sang một bên. Cô giáo thừa cơ túm lấy Tiểu Bảo liên tục đánh đập và mắng là thằng con hoang. Cả hai mẹ con đều bị đám người ức hiếp không chút nhân nhượng. Bên ngoài, Hoắc tổng dẫn hiệu trưởng xông vào quát thẳng mặt cô giáo. Anh tiến tới ôm lấy Tiểu Bảo. Chu thiếu không hề biết thân phận của Hoắc tổng nên hắn đã mắng luôn cả anh. Nào ngờ từ đằng xa, bố hắn lao tới và cho hắn cú tát. Ba, ba làm gì thế? Ông bố liền cho hắn thêm cú nữa. Ông ta cầu xin Hoắc tổng tha thứ cho thằng con hỗn xược. Lúc này Chu thiếu mới biết kẻ trước mặt lại là Hoắc tổng quyền lực nhất Vân Thành. Không những thế, bây giờ anh còn chính là hiệu trưởng của trường học này. Cẩm Mỹ liền nhào tới giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi chỉ giỡn để giải tỏa bầu không khí. Giải tỏa không khí mà chửi người ta xối xả từ đầu đến chân. Hoắc tổng không thèm nghe cái lời giải thích của Cẩm Mỹ. Anh ngồi xuống hỏi Tiểu Bảo nên giải quyết đám người này thế nào đây. Cẩn Hòa có ý định bỏ qua cho đám người hỗn xược này, nhưng Hoắc tổng lại không muốn đơn giản đến thế. Tội chết thì có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha. Anh ra lệnh cho người giải hai vợ chồng bọn họ xuống làm lao công. Ra đến ngoài, Tiểu Bảo vui sướng cảm ơn Hoắc tổng đã giả làm ba cho cậu. Hoắc tổng ngồi xuống nói ba chính là ba của con và dặn Tiểu Bảo sau này rảnh sẽ giải thích cho cậu sau. Tiểu Bảo hồn nhiên chạy lại ôm mẹ nói con có ba rồi. Cẩn Hòa cũng thay mặt Tiểu Bảo cảm ơn Hoắc tổng vì đã giả làm ba Tiểu Bảo, nhưng Hoắc tổng lại muốn trở thành ba thực sự của Tiểu Bảo. Câu nói khiến cả hai đều rơi vào im lặng. Bỗng nhiên có chiếc xe chạy tới, anh cố từ trên xe bước xuống chúc mừng Cẩn Hòa vì đã lấy lại được công ty. Anh cố định rủ Cẩn Hòa và Tiểu Bảo đi ăn, nhưng Hoắc tổng liền chen ngăn nói thật tiếc Cẩn Hòa đã có hẹn rồi, anh cố này cũng không phải dạng vừa. Anh ta lợi dụng tin tức về dì Khương để kéo Cẩn Hòa đi. Nghe có tin tức về mẹ mình, Cẩn Hòa không do dự. Cô ngay lập tức từ chối đi ăn cùng Hoắc tổng và hẹn anh khi khác. Anh cố dắt hai mẹ con Cẩn Hòa lên xe, trước khi đi còn vênh mặt trêu chọc Hoắc tổng. Bỏ lại anh tức sôi máu mà chả biết làm gì. Chuyển cảnh, anh cố đưa cho Cẩn Hòa bộ hồ sơ đã điều tra được, tra ra được người giúp việc tên là Tần Sương. Cũng là người giúp việc thân cận của dì Khương, nhưng bà ta đã có quan hệ với Khương Viễn Văn từ lâu. Anh cố nghi ngờ chính bà ta là kẻ hạ độc. Sở dĩ pháp y không điều tra ra là do lượng độc rất nhỏ, nhưng dùng trong thời gian dài thì cơ thể sẽ trở nên suy yếu. Có lẽ bây giờ bà ta cũng đã phi tan toàn bộ chứng cứ. Đột nhiên Cẩn Hòa nghĩ đến nguồn gốc của loại thuốc đó, anh cố liền đảm nhân công việc sẽ điều tra vị bác sĩ thân cận năm xưa. Phía bên này, Hoắc tổng thất tình buồn bực đi uống một mình, nào ngờ có một cô gái lẳng lơ muốn nhào vào kiếm cơm, nhưng lại bị Hoắc tổng thẳng thừng đẩy ra. Từ đằng sau, Tiểu Bảo gõ đầu Hoắc tổng,
cậu trách Hoắc tổng chả có khí thế gì cả, với cái bộ dạng này của chú thì sẽ không thể nào cướp được mẹ con. Hoắc tổng lấy lý do là Cẩn Hòa đã bỏ mặt anh để theo đuổi tên đàn ông khác, Tiểu Bảo liền phụ nhận cho rằng mẹ cậu có lý do nào khác. Đàn ông đích thực thì không được quyền từ bỏ, muốn làm ba của con thì chú phải nhất định tấn công. Tiểu Bảo trở thành quân sư hướng dẫn Hoắc tổng để tăng cơ hội gặp gỡ. Cậu bé này lên kế hoạch để cho mẹ và Hoắc tổng có cơ hội gặp mặt. Kế hoạch cậu vừa mới hoàn thành được phân nửa thì Hoắc tổng bỗng có cuộc gọi đến. Đầu bên kia nói là có việc gấp nên Hoắc tổng buộc rời đi và hứa sẽ quay lại. Tiểu Bảo trách Hoắc tổng đã bỏ lỡ cơ hội tốt đến vậy. Biết bao giờ gia đình ta mới sum họp đây. Sau đó Cẩn Hòa dẫn Tiểu Bảo đến khu mua đồ chơi. Cẩn Hòa vừa cầm lên để xem thử nào ngờ lại bị nhân viên quát bỏ xuống. Cô ta chế nhạo mẹ con Cẩn Hòa đều toát lên cái mùi nghèo hèn. Cẩn Hòa nổi giận đây chính là thái độ cô đối với khách hàng sao? Khách ư, cô xem lại bản thân mình đủ tư cách ấy không? Tiểu Bảo nói với mẹ cái cô này xấu xa quá. Nào ngờ cô nhân viên lại định dạy dỗ Tiểu Bảo một bài học. Cẩn Hòa liền ngăn cản và quát thẳng vào mặt cô nhân viên yêu cầu cô ta phải gọi giám đốc đến. Cô nhân viên một mực bảo rằng Cẩn Hòa không đủ tư cách đó. Nào ngờ người quen lại xuất hiện, người đó không ai khác chính là anh Hồng. Vừa thấy anh Hồng, cô nhân viên đổi ngay thái độ lễ phép, muốn giới thiệu cho anh ta nhiều mẫu mã đồ chơi mới. Cháu anh ta giật ngay món đồ chơi trên tay của Tiểu Bảo. Cô nhân viên thì hớn hở muốn gói lại món đồ đó mà không xem Cẩn Hòa ra gì, ngược lại còn chế nhạo mẹ con Cẩn Hòa không xứng với món đồ đó. Chỉ có người giàu có như anh Hồng đây mới xứng đáng mua được. Anh Hồng thách thức Cẩn Hòa hãy gọi Hoắc tổng đến để bảo vệ. Anh ta càng thêm ngông cuồng cho rằng Cẩn Hòa chỉ là món đồ chơi ven đường. Anh Hồng liền ra lệnh cho bảo an đuổi cổ Cẩn Hòa và Tiểu Bảo ra ngoài. Nhưng thật may giám đốc chạy ra kịp thời và ngăn cản lại chuyện đó. Cô nhân viên vừa thấy giám đốc đã kể lể đủ chuyện về Cẩn Hòa, anh Hồng kế bên cũng cho là vậy. Ông giám đốc liền cho cô nhân viên biết Cẩn Hòa chính là khách VIP ở đây. Cô ta chưa kịp bất ngờ Cẩn Hòa đã rút ra tấm thẻ để thanh toán. Tên nhóc đi theo lại muốn anh Hồng phải mua bằng được cho nó. Cả hai rơi vào hỗn loạn và còn xảy ra đánh lộn. Tên nhóc đánh Tiểu Bảo còn nói mình bị bắt nạt và muốn anh Hồng phải đánh mẹ con Cẩn Hòa. Anh Hồng nhào tới thì nhận ngay cú đấm của Hoắc tổng mà té xuống đất. Ai mà dám đánh ông đây đấy hả? Vừa đứng dậy mở mắt ra nhìn anh Hồng như muốn biến thành hamster. Tên nhóc không hiểu chuyện còn chửi luôn cả Hoắc tổng. Nào ngờ liền bị anh Hồng quát phải ngậm miệng lại. Anh Hồng tỏ ra mình vô tội vội vàng nói chỉ là hiểu lầm. Vậy nếu tôi không tới đây thì chắc không phải là hiểu lầm đâu nhỉ? Hoắc tổng đe dọa sẽ cho Hồng ra phá sản một lần nữa. Hoắc tổng sợ anh Hồng đã quên chuyện năm đó nên ngỏ ý giúp đỡ. Sau đó anh quay sang ông giám đốc nhẹ nhàng nói một câu, nếu còn lần nào nữa ngày mai ông sẽ khỏi đi làm. Nhiều đó thôi cũng đủ khiến ông ta phải tái mặt, nhưng cô nhân viên hống hách thì chẳng còn cơ hội nào khác. Hoắc tổng ra lệnh sẽ mua toàn bộ đồ chơi ở đây và thể hiện tình cảm vô cùng hạnh phúc bên mẹ con Tiểu Bảo. Anh Hồng thấy có cơ hội liền muốn Cẩn Hòa giúp đỡ, đổ toàn bộ những chuyện xảy ra đều do Vân Vãn xúi giục, nào ngờ lại bị Cẩn Hòa cho ăn ngay cú tát. Anh nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với anh sao? Những chuyện ngày hôm nay cũng là do chính bản thân anh tự chuốt lấy. Anh Hồng cay lắm nhưng vẫn phải nhượng bộ cầu xin. Hoắc tổng ra mặt nói đây chính là người phụ nữ của tôi, làm anh Hồng phải dè chừng mà lùi lại. Sau đó cả ba cùng nhau đến chỗ của ông nội. Cẩn Hòa khen ông nội là có sắc mặt hồng hào, nhìn có vẻ sắp khỏi bệnh. Cô muốn giúp ông nội bắt mạch xem tình trạng sức khỏe thế nào. Tranh thủ lúc đó Hoắc tổng dẫn Tiểu Bảo sang một bên. Anh đưa cho Tiểu Bảo tấm thẻ đen quyền lực, dặn Tiểu Bảo khi nào gặp chuyện như lúc nãy hãy ném tấm thẻ vào mặt bọn họ. Và Hoắc tổng cũng không quên căn dặn phải giữ bí mật với Cẩn Hòa. Ông nội thấy cháu mình đã trưởng thành cũng bất giác nở nụ cười. Cẩn Hòa cũng nhận ra Hoắc tổng và Tiểu Bảo có gì đó khác lạ, nhưng hỏi ra Hoắc tổng lại bảo đó là bí mật của người đàn ông. Tiểu Bảo giả vờ vô ý làm đổ nước lên người Hoắc tổng, vì thế Hoắc tổng phải về phòng để thay đồ. Tranh thủ cơ hội Tiểu Bảo nhờ Cẩn Hòa vào phòng Hoắc tổng để lấy món đồ chơi. Viện cớ là Hoắc tổng có việc gấp nên đã rời khỏi không thể giúp đỡ, Cẩn Hòa không một chút phòng bị nên dễ dàng tin lời Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tự khen bản thân vì đã thành công để cho cha và mẹ ở cùng một phòng, cái nhà này không có mình đúng là không ổn. Cẩn Hòa nghe lời Tiểu Bảo mà đi vào trong phòng Hoắc tổng, nhưng cô vẫn cẩn trọng chào hỏi đề phòng có người bên trong, vừa vào tìm kiếm thì Hoắc tổng từ trong nhà tắm bước ra. Cẩn Hòa vội vàng che mắt lại và giải thích vào đây chỉ để tìm đồ chơi cho Tiểu Bảo. Sau đó cô vội vàng chạy ra để mở cửa nhưng chẳng may Tiểu Bảo đã khóa cửa ở bên ngoài. Trước khi đi còn chúc bố mẹ có một đêm hạnh phúc, Cẩn Hòa liên tục kêu Tiểu Bảo mở cửa và không quên bảo Hoắc tổng mặc quần áo vào. Hoắc tổng chăm chọc Cẩn Hòa đã là người làm mẹ mà vẫn còn ngại ngùng, Cẩn Hòa không quan tâm liên tục bảo Hoắc tổng hãy mặc quần áo vào. Cẩn Hòa không chú ý Hoắc tổng chỉ đơn giản là kéo áo lại đã bảo xong, cô đến uống ly được đặt sẵn trên bàn trong vô thức, sau đó còn nói sẽ đánh bể mông Tiểu Bảo khi ra ngoài. Hoắc tổng nhắc tới chuyện tìm một người ba cho Tiểu Bảo, nhưng Cẩn Hòa dường như không quan tâm, anh vội chuyển sang chủ đề khác.
Cần Hòa tiến lại gần bày tỏ là mình chưa cảm ơn Hoắc Tổng đàng hoàng. Hoắc Tổng kéo Cần Hòa ngồi xuống cho biết những chuyện đó là điều anh nên làm. Những năm qua một mình em chăm sóc Tiểu Bảo cực khổ rồi. Yên tâm, giờ đây anh nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ con em. Lúc này thuốc đã ngấm vào cơ thể khiến Cần Hòa liên tục cảm thấy nóng. Sau đó mệt mỏi mà tựa vào vai của Hoắc Tổng, khỏi nói cũng biết chuyện này chính là kế hoạch của hai ông cháu bày ra. Dưới tác dụng mạnh mẽ của thuốc, Hoắc Tổng và Cần Hòa đã có một đêm hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cần Hòa mới biết đã xả ra chuyện ngoài ý muốn. Cô rón rén trốn ra khỏi phòng trong sự hồi hộp. Sau khi ra ngoài, Cần Hòa trách Tiểu Bảo sao dám tự ý làm mấy chuyện như vậy. Tiểu Bảo liền giải thích con chỉ muốn bố mẹ sớm đến với nhau thôi. Lẽ nào mẹ không thích bố sao? Cần Hòa có chút khoái nhưng vẫn phải giữ giá. Căn dặn Tiểu Bảo là nhất định không được có lần sau. Đột nhiên có người gọi tới bảo công ty đã xảy ra chuyện. Cần Hòa vội đến công ty để điều tra tình hình. Thư ký lao vào cho biết các vị khách quan trọng đã đồng loạt hủy bỏ hợp tác. Tập đoàn hiện đang thiếu vốn, công xưởng cũng đình công luôn rồi. Cần Hòa muốn biết lý do họ đưa ra là gì, nhưng thư ký không dám trả lời. Sau một hồi gặng hỏi, anh ta cũng cho biết mấy người đó là chỗ thân quen của bố cô. Thư ký nhắc nhở Cần Hòa những chuyện đã xảy ra nếu không giải quyết có thể dẫn tới phá sản. Cần Hòa trấn an thư ký, yên tâm, có tôi ở đây tôi sẽ không để tập đoàn xảy ra chuyện. Sau đó Cần Hòa nhờ thư ký đưa mấy khách hàng có ý định hợp tác, cô sẽ đích thân đi tìm họ. Nào ngờ nội gián ngay lập tức gọi đến báo cho bà mẹ kế, nói cho bà ta biết về việc Cần Hòa đã đích thân đi hợp tác với mấy khách hàng tiềm năng. Bà ta chế nhạo, Cần Hòa còn non lắm, dám giành công ty với tao. Để tao xem lần này mày sẽ đi dễ khó về. Phía bên này Hoắc Tổng đang làm việc nhưng tâm trí anh vẫn luôn nghĩ đến ngày hôm đó. Anh không hiểu Cần Hòa muốn gì thì bỗng nhiên có điện thoại gọi đến. Tiểu Bảo cho biết mẹ phải đi bàn bạc làm ăn với Vương Tổng gì đó. Cần Hòa đến nơi nhưng bảo an một mực không cho vào. Cô đành làm liều mà xông vào chỗ của Vương Tổng. Cô vừa vào đã bị cô gái Di cùng Vương Tổng khinh thường nói, đường đường là bạn gái của Hoắc Tổng mà phải chịu vất vả làm ăn. Không những thế còn chế nhạo Cần Hòa là bị chơi qua đường. Với gia tộc như Hoắc gia không thể chỉ dựa vào một đứa bé mà có thể kiếm được lợi. Cần Hòa không thèm quan tâm những lời nói đó. Cô đề nghị Vương Tổng sang phòng trà yên tĩnh để dễ bàn bạc hợp tác. Nhưng hắn ta không muốn như vậy, hắn ta ép Cần Hòa phải uống rượu, nếu không thì hắn không chịu hợp tác. Cần Hòa viện cớ là mình không thể uống rượu. Nhưng càng nói hắn lại càng ép, hắn đe dọa nếu không uống thì chuyện làm ăn cũng không cần bàn. Không còn cách nào khác, Cần Hòa đành phải uống cạn ly rượu trên tay. Cô vừa uống xong định đề cập đến chuyện hợp tác, nhưng hắn lại liên tục đụng chạm vào người Cần Hòa. Cô vội vàng lùi lại và đưa ra bản hợp đồng, hắn ta cầm lấy và ra hiệu với cô gái đi chung. Hắn đưa ly rượu vừa tẩm thuốc mê cho Cần Hòa, bảo ly rượu này sẽ chứng minh cho chúng ta hợp tác thành công. Cần Hòa không phòng bị mà cạn một hơi cùng với hắn. Cần Hòa muốn hắn ký tên vào hợp đồng nhưng hắn lại trở mặt, hắn muốn Cần Hòa phải hầu hạ thỏa mãn hắn thì hắn mới đồng ý ký tên. Vương Tổng xin hãy tôn trọng tôi một chút, cô giả ngây thơ cái gì vậy? Những dự án này không phải cô ngủ với sếp mới có được sao? Bây giờ tôi bảo cô ngủ với ông đây cô lại không muốn à? Cần Hòa liền quát vào cái bản mặt bỉ ổi của hắn ta, cô định rời khỏi nhưng hắn ta lại bảo cô dừng lại. Sau đó hắn ném Cần Hòa xuống ghế và hàng loạt hành động mất kiểm soát lên cô, còn cô gái bên cạnh thì đảm nhiệm việc chụp ảnh và quay phim. Khương Cần Hòa, cô đúng là dơ giấy làm đũy còn sạch sẽ hơn cô. Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài để cho Vương Tổng hưởng thụ. Cần Hòa lúc này không còn một chút sức lực nào vì ly thuốc lúc nãy. Hắn ta đang vô cùng hưng phấn thì có bàn tay nắm lấy quần hắn ném ra. Người đến không ai khác là Hoắc Tổng vì có cuộc điện thoại của Tiểu Bảo. Hắn ta không biết thân phận của Hoắc Tổng còn đe dọa sẽ xử luôn anh. Nhưng hắn chưa mạnh miệng được lâu thì ăn ngay cú đạp bay xa cả mét. Hoắc Tổng đè đầu hắn lên bàn, hắn cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi phục vụ vào. Phục vụ vừa vào liền nhận ra người trước mặt chính là Hoắc Tổng. Hắn ta lúc này liền sợ hãi viện cớ là không hề biết Cần Hòa là người của anh, nhưng những lời hắn nói lúc này chẳng giúp được gì. Hoắc Tổng ra lệnh cho vệ sĩ ném hắn ra bãi tha ma cho chó ăn, Cần Hòa liền vội dặn hỏi hắn về người đứng đằng sau chuyện này. Hắn ta không do dự mà cho biết chính Khương Viễn Văn và Tần Sương đã bày ra, họ nói cô sẽ tìm đến tôi để hợp tác. Họ bảo tôi bỏ thuốc cô và sau đó chụp hình đăng lên mạng. Cần Hòa lúc này hận bản thân mình tại sao lại là con ruột của ông ta. Nếu cô không phải là con ruột thì cô đã cho ông ta lên thẳng thiên đường. Trước khi Hoắc Tổng đưa Cần Hòa rời khỏi, anh đã căng dặn thư ký phải điều tra thật kỹ chuyện này. Sau đó Hoắc Tổng bế Cần Hòa lên xe và muốn đưa cô về nhà. Tại sao lại về nhà? Cô muốn trên xe luôn sao? E là không hay cho lắm. Cần Hòa dùng sức lực yếu ớt mắng Hoắc Tổng là có suy nghĩ bậy bạ và rồi cô lấy từ trong túi ra cây kim đâm vào trong tay. Chỉ với một kim, Cần Hòa dường như rơi vào trạng thái phê pha, nhưng rồi cô từ từ lấy lại tinh thần sau cơn mơ màng.
Hoắc Tổng đề xuất sẽ xử lý vợ chồng Khương Viễn Văn, nhưng Cẩn Hòa bảo không cần gấp vì tháng sau chính là sinh nhật của bà ta. Khương Viễn Văn nhất định sẽ tổ chức sinh nhật thật rầm rộ, Hoắc Tổng ngỏ ý sẽ giúp đỡ, Cẩn Hòa đồng ý đúng là em có chuyện nhờ anh giúp. Em cứ nói đi, em muốn anh giúp em tìm một người, phía bên này hai mẹ con đang ngồi chờ tin. Bỗng nhiên bà ta nhận được tin công ty Vương Tổng bị phá sản, Vân Vãn tức cái lòng ngực vì không thể bắt được Cẩn Hòa. Vân Vãn còn tiết lộ thêm cho bà mẹ biết về việc có người đang điều tra lại cái chết của mẹ Cẩn Hòa vào 5 năm trước, cô ta nghi ngờ Cẩn Hòa đã phát hiện ra gì đó. Bà mẹ vội bịt miệng Vân Vãn và tẩy não cô về việc mẹ Cẩn Hòa là tự suy kiệt nội tạng mà chết, nhưng mà bác sĩ đó, được rồi. Bây giờ nhân lúc Cẩn Hòa vẫn chưa tìm ra bằng chứng chúng ta, phía bên này thư ký chạy vào cho biết công ty Hoắc Thị đã đồng ý hợp tác, đồng thời còn cung cấp 4 dự án với vốn điều động 5 tỷ, Cẩn Hòa bất chợt nở nụ cười. Thư ký tinh ý nhận thấy điều đó và hỏi liệu cô và Hoắc Tổng ấy. Cẩn Hòa giả vờ không biết chuyện gì hết. Sau khi biết có buổi đấu giá ở Vân Thành, Cẩn Hòa dự định sẽ đến đó để tìm kiếm món quà phù hợp cho Hoắc Tổng. Nhưng khi đến nơi Cẩn Hòa lại bị Kiều Lộ ngăn cản, cô ta vẫn cho rằng Cẩn Hòa chỉ là đứa con gái bị đuổi của Khương gia nên không chấp nhận sự xuất hiện của Cẩn Hòa. Vì Kiều Lộ sợ cái phẩm chất thấp hèn của Cẩn Hòa, nó sẽ làm ảnh hưởng đến buổi đấu giá và các quan khách khác. Kiều Lộ đe dọa sẽ gọi bảo an tới để lôi cổ Cẩn Hòa ra ngoài. Nếu Cẩn Hòa không tự động rời khỏi, Cẩn Hòa không hề lo sợ lớn tiếng quát lại ai dám động đến tôi. Thấy lời nói không có tác dụng, cô ta ngay lập tức gọi bảo an đến. Đồng thời cũng ra lệnh cho bảo an lôi cổ Cẩn Hòa ra ngoài, nói Cẩn Hòa chỉ là thứ rác rưởi muốn lẻn vào đây để trộm cắp, vì buổi đấu giá này chỉ đặc biệt dành cho giới thượng lưu. Bảo an cũng cẩn trọng mà không tin lời từ một phía, anh ta yêu cầu Cẩn Hòa đưa ra thư mời để được tham gia, nhưng do nóng vội nên Cẩn Hòa không có mang theo. Kiều Lộ càng đắc ý chắc chắn Cẩn Hòa vào với mục đích xấu, liền phẩy tay ra hiệu cho bảo an lôi cổ Cẩn Hòa ra ngoài. Bảo an cũng làm đúng nhiệm vụ của mình. Do Cẩn Hòa không có thư mời nên anh ta không còn cách nào khác, bảo an đành phải mời Cẩn Hòa ra ngoài. Trước khi Cẩn Hòa bị đưa đi, Kiều Lộ còn tặng thêm vài câu khinh bỉ, chỉ có tầng lớp thượng lưu như tôi mới xứng đáng được vào, còn thư rác rưởi như cô ở đây chỉ càng làm thêm bẩn. Bất ngờ anh Cố từ đâu xuất hiện và ngăn bảo an lại, nhưng Kiều Lộ đang hăn vẫn tiếp tục chửi Cẩn Hòa là thứ rác rưởi. Anh Cố nói Kiều Lộ đường đường là thiên kim Kiều gia mà lại không có chút gia giáo nào. Kiều Lộ vẫn nhất quyết không cho Cẩn Hòa vào bên trong. Nhưng anh Cố lại cho biết đích thân anh sẽ đưa Cẩn Hòa vào. Hết cách, Kiều Lộ đem quyền thế của gia đình ra để đe dọa, tự tin nói Kiều gia của cô ta là gia tộc lớn thứ hai của Vân Thành. Còn gia tộc của anh Cố chỉ xếp thứ ba nên đã ép buộc anh Cố không được đưa Cẩn Hòa vào. Cẩn Hòa quá mệt mỏi với cái mỏ hỗn của Kiều Lộ, cô nhẹ nhàng lấy tấm thẻ đen đưa cho bảo an để chứng minh tài sản. Bảo an run rẩy cầm trên tay tấm thẻ đen VIP giới hạn, đến cả Kiều Lộ cũng không tin làm sao Cẩn Hòa lại có được nó. Vì số lượng thẻ này có hạn, bảo an may mắn thấy được một lần trong tay Hoắc Tổng, lần này lại được thấy một lần nữa trong tay Cẩn Hòa. Anh ta đổi ngay thái độ mời Cẩn Hòa vào hội trường dành cho khách VIP. Cẩn Hòa cũng không hề biết giá trị của tấm thẻ, cô tự hỏi không biết bảo đã lấy nó ở đâu. Gạt bỏ suy nghĩ, Cẩn Hòa hiên ngang bước vào cùng anh Cố, người chủ trì buổi đấu giá mở màn với mặt ngọc bích hình rồng. Được xem là bảo vật của vua thời cổ, với giá khởi điểm là 3 triệu, Cẩn Hòa có vẻ thích mặt ngọc này nên đã ra giá 5 triệu. Kiều Lộ không muốn Cẩn Hòa có được dễ dàng nên đã giá 7 triệu, Cẩn Hòa thấy giá quá cao định từ bỏ, nào ngờ anh Cố đưa tấm bảng lên ra giá 10 triệu. Kiều Lộ thích hơn thua vẫn tiếp tục đẩy giá lên 11 triệu, mặc cho anh thư ký đi chung ra sức ngăn cản, anh Cố tiếp tục đẩy giá lên 12 triệu. Cẩn Hòa cho rằng mua với giá này thì hơi phí, nhưng anh Cố nói với Cẩn Hòa đây chỉ là số tiền lẻ, miễn là cô thích thì anh có thể mua hết. Đồng thời cũng quay sang thách thức Kiều Lộ lên giá, Kiều Lộ tức quá đẩy giá lên 15 triệu, anh thư ký thì ra sức ngăn cản vì thứ này không phải món cần mua. Kiều Lộ lấy lý do là những người ở đây đều là những người quyền lực, nếu cô tỏ ra yếu thế sẽ làm xấu hổ gia đình Kiều gia. Anh Cố thản nhiên tiếp tục nâng giá lên 20 triệu. Kiều Lộ không chịu thua nâng lên 25 triệu. Anh Cố định ra giá tiếp nhưng Cẩn Hòa đã nắm lấy tay anh, cô khâm phục Kiều gia đúng là gia tộc giàu có. Cẩn Hòa chấp nhận không muốn tranh giành với Kiều Lộ nữa, Kiều Lộ tức giận đứng dậy nói Cẩn Hòa đã gài bẫy cô, nhưng giá đã chốt người chủ trì vẫn tiếp hỏi những người xung quanh. Nhưng chẳng có ai hứng thú miếng ngọc với giá 25 triệu cả, và mặc nhiên Kiều Lộ là người thắng cuộc với giá 25 triệu, dù đã thắng nhưng Kiều Lộ càng thêm buồn rầu. Và còn phải đối mặt với sự trách móc của ông bố, người chủ trì tiếp tục với món tiếp theo, Cẩn Hòa cảm thấy thứ này cũng không tệ. Cô đưa ra giá 8 triệu để mua, Cẩn Hòa dễ dàng lấy được không một chút tranh giành, sau đó Cẩn Hòa định rời khỏi thì bị Kiều Lộ kéo lại. Cô ta không cam tâm bị Cẩn Hòa chơi một vố quá đau, Kiều Lộ bỉ ổi giới thiệu danh tính của Cẩn Hòa với mọi người. Không những thế còn chia sẻ thêm bức hình Cẩn Hòa ở hộp đêm, Kiều Lộ nói Cẩn Hòa đã dùng nhan sắc để đổi lấy tiền, mọi người bắt đầu bàn tán về Cẩn Hòa.
và cũng cho rằng những lời nói của Kiều Lộ đều là thật. Nghe thấy những lời bàn tán, Kiều Lộ càng thêm đắc ý, còn cho mọi người biết thêm về chuyện Cẩn Hòa đang làm sugar baby cho Hoắc tổng. Lời nói càng lúc mất kiểm soát liền bị Cẩn Hòa cho ngay cú tát. Kiều Lộ nổi nóng nhào tới cản Hòa, anh cố ra tay cản lại và đẩy Kiều Lộ ra. Cô ta càng thêm nổi điên đe dọa sẽ tính sổ luôn anh cố, chỉ cần một câu nói của tôi sẽ làm cho nhà của anh bị phá sản, đồng thời muốn hủy hoại luôn cả đời của Cẩn Hòa. Bất ngờ Hoắc tổng xuất hiện đẩy anh cố sang một bên, Kiều Lộ đổi ngay thái độ nắm lấy tay Hoắc tổng, chỉ thẳng mặt Cẩn Hòa đã ngoại tình với người khác ở hộp đêm. Hoắc tổng hất tay của Kiều Lộ ra và yêu cầu Kiều Lộ phải xin lỗi Cẩn Hòa. Kiều Lộ liền đưa bằng chứng cho Hoắc tổng xem. Anh chẳng thèm quan tâm còn cho người vào bắt giữ Kiều Lộ vì bị nghi ngờ là dàn dựng để hãm hại người khác và dùng bằng chứng mà Kiều Lộ đưa ra để làm bằng chứng ngược lại. Kiều Lộ mang ông bố nhiều tiền ra để đe dọa, Hoắc tổng chẳng thèm bận tâm, cô nghĩ trong mắt tôi Kiều gia của cô là gì? Bố của cô còn chẳng đủ tư cách để nói chuyện với tôi, Kiều Lộ bị giải đi miệng thì luôn nói sẽ trả thù Cẩn Hòa. Sau đó Hoắc tổng đứng ra tuyên bố, Cẩn Hòa chính là chủ nhân của tập đoàn Khương Thị và cũng không có hành động đi khách nào như lời đồn. Còn cho biết thêm về việc hợp tác độc quyền với Hoắc Thị, giải quyết xong mọi chuyện Cẩn Hòa nói anh cố hãy về trước, vì cô vẫn còn chuyện muốn nói với Hoắc tổng. Sau khi anh cố rời khỏi, Cẩn Hòa lấy ra món quà đấu giá lúc nãy, cô tặng cho Hoắc tổng để thay lời cảm ơn những chuyện đã qua, Hoắc tổng bày tỏ là rất thích món quà này. Vì mắc xích kim cương nó đại diện cho tình yêu bền vững, lúc này Cẩn Hòa mới biết ý nghĩa thực sự của nó, cô định giành lại nhưng Hoắc tổng nói em cho rồi thì nó là của anh. Chuyển cảnh Hoắc tổng đưa cho Cẩn Hòa tới nhà của tên bác sĩ và đưa toàn bộ những tư liệu về việc cấu kết của bác sĩ với Tần Sương, bà ta đã mua một lượng lớn chất độc mãn tính. Dùng thân phận là người hầu thân cận mà đánh thuộc vào phần ăn hàng ngày của mẹ Cẩn Hòa, sau đó Hoắc tổng đưa cho Cẩn Hòa xem thông tin của tên bác sĩ năm xưa. Hoắc tổng còn biết thêm về chuyện mẹ của tên bác sĩ đó mắc một căn bệnh rất nặng và không có tiền điều trị, đồng thời còn bị bọn cho vay nặng lãi lấy giá rất cao. Hoắc tổng hứa sẽ cùng Cẩn Hòa giải quyết mọi chuyện, nhưng Cẩn Hòa không muốn Hoắc tổng bị liên lụy, cô muốn tự tay mình giải quyết và trả thù cho mẹ cô. Sau đó Cẩn Hòa theo địa chỉ tìm đến nhà của mẹ tên bác sĩ, sau khi Cẩn Hòa giới thiệu mình là Khương Cẩn Hòa, bà mẹ liền nhận ra cô là con gái của Khương gia mà suýt ngất đi vì xúc động, may mắn là đứa con về kịp lúc, chưa hiểu chuyện gì hắn đã quát nạt vào mặt Cẩn Hòa. Bà mẹ liền giải thích cô ấy là con gái của Khương gia, nghe thấy thế hắn ta càng thêm tức giận và muốn đuổi Cẩn Hòa đi, bỗng nhiên hắn thấy có ai đó tới gần nhà mình. Bà mẹ vội vàng kéo con trai và cả Cẩn Hòa vào trong, đám người đó là kẻ cho gia đình bác sĩ vài tiền với giá cắt cổ, nay đến hẹn hắn cùng đàn em tới để đòi tiền. Bên trong tên bác sĩ nhờ mẹ dẫn Cẩn Hòa đến chỗ an toàn, còn ở bên ngoài để anh ta tự giải quyết, sau khi chuẩn bị đủ tinh thần. Tên bác sĩ nhẹ nhàng ra mở cửa, vừa lú đầu ra đã bị đại ca cho ngay cú đá. Đại ca đe dọa sẽ thủ tiêu cả nhà anh nếu hôm nay anh không trả tiền. Tên bác sĩ năn nỉ cần xin đại ca cho thêm một chút thời gian. Tao khinh, mày đừng kéo dài thời gian nữa, hôm nay mày đã nợ tao 1 triệu. Và mày buộc phải trả lại. Nghe thấy nợ 1 triệu, tên bác sĩ như điến hồn. Vì ban đầu anh ta chỉ vay có 100.000 mà này đã lên 1 triệu. Đại ca không muốn nói nhiều, tiền tao là tiền đẻ. Tao nói mày nợ 1 triệu thì mày phải trả 1 triệu. Nhưng căn bản là tên bác sĩ làm gì có tiền mà trả. Vì thế đại ca đã kêu đàn em đi vào giải quyết bà mẹ để khỏi tốn tiền thuốc. Tên bác sĩ ra sức níu kéo cầu xin đại ca, bên trong Cẩn Hòa và bà mẹ nghe thấy náo động, bà mẹ muốn lao ra ngoài để bảo vệ đứa con. Nhưng Cẩn Hòa đã cản lại vì bên ngoài rất nguy hiểm, bà mẹ cầu xin Cẩn Hòa hãy để bà ta ra ngoài, vì tất cả khoản nợ đó đều là do mua thuốc cho bà. Và bà ta cũng nói ra chuyện 5 năm trước, cũng chỉ vì tiền chữa trị cho bà, mà con trai đã nhẫn tâm bán thuộc độc cho Tần Sương để hãm hại mẹ của Cẩn Hòa. Sau khi Cẩn Hòa hiểu rõ mọi sự tình, cô đứng ra ngăn cản hành động của đại ca, tên đại ca liền nổi lên máu háo sắc. Cẩn Hòa tự tin tuyên bố sẽ trả hết nợ cho tên bác sĩ, đại ca còn tưởng Cẩn Hòa không có tiền mà nói nó nợ bọn tao tận 1 triệu, Cẩn Hòa chỉ biết phì cười. Cô lấy danh xưng là chủ tịch tập đoàn Khương Thị ra khè, với số tiền của tôi nó đủ để đè chết mấy người. Tên đại ca nhân ra đây là Khương Cẩn Hòa liền cười lớn. Thiên đường có cửa mà cô em không đi, địa ngục không lỗi cô em lại thích vào. Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em bắt lấy Cẩn Hòa để đổi phần thưởng. Vì Tần Sương đã ra lệnh cho hắn tìm bắt Cẩn Hòa đưa về, nào ngờ hôm nay cô đã tự chui đầu vào giọ. Những điệu cười bị ổi của đại ca và đàn em làm cho Cẩn Hòa phải lùi lại. Nào ngờ Hoắc tổng từ đâu xuất hiện, chỉ với vài đường cơ bản đại ca và đàn em đã ngã nhào. Hoắc tổng nắm lấy cổ áo của tên đại ca, ra lệnh cho hắn về nói với Tần Sương cái chết của bà sẽ không xa đâu. Sau đó Hoắc tổng tiến tới hỏi thăm Cẩn Hòa có bị thương không. Khi mọi chuyện kết thúc thì bà mẹ mới dám chạy nhào ra, bà dìu đứa con trai đứng dậy, bà xin lỗi vì bà đã khiến cho đứa con trai phải chịu dày vò như vậy. Tên bác sĩ trấn an bà mẹ và quay ra cảm ơn Hoắc tổng với Cẩn Hòa,
lần này Cẩn Hòa đến đây không phải vì lời cảm ơn, mà là muốn biết được sự thật của năm xưa. Anh ta vội vàng xin lỗi mọi chuyện, vì năm xưa đã bị đồng tiền che mắt mà đã làm ra chuyện ác, anh ta chấp nhận mọi tội lỗi và sẵn sàng đi tù. Nhưng Hoắc Tổng lại bảo anh vẫn đang nói dối, anh biết vì sao anh có nợ với bọn vai nặng lãi không? Hoắc Tổng liền giải thích đám lúc nãy đều là người của Tần Sương, và cũng sự việc 5 năm trước tên bác sĩ bán thuốc độc, vì cắt dứt lương tâm nên anh ta đã bỏ nghề bác sĩ. Vì thế Tần Sương đã không thể khống chế được anh ta, nên đã bày mưu cố tình cho anh ta mắc nợ bọn vai nặng lãi, và bây giờ mọi chuyện đã bại lộ nên bà ta định giết người để diệt khẩu. Sau khi hiểu thấu được mọi chuyện, tên bác sĩ biết mình chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng, Cẩn Hòa nhanh trí muốn hợp tác để tống cổ Tần Sương vào tù. Vậy thì tôi nên làm gì? Tôi cần anh để làm nhân chứng, tố cáo tội ác đã gây ra của Tần Sương, tên bác sĩ nhanh chóng đồng ý. Sau khi rời khỏi nhà tên bác sĩ, Hoắc Tổng đưa cho Cẩn Hòa bản ghi âm đã được ghi lại để phòng cho chuyện bất trắc xảy ra. Cẩn Hòa khen Hoắc Tổng là người cẩn trọng, cô hứa sẽ dùng nó vào một thời điểm thích hợp, nhưng nói đúng hơn Cẩn Hòa sẽ dùng nó vào ngày sinh nhật của Tần Sương. Hoắc Tổng đề nghị sẽ giúp đỡ Cẩn Hòa, nhưng cô lại không đồng ý và muốn tự tay giải quyết tất cả. Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, Cẩn Hòa trang điểm cho mình thật xinh đẹp cùng với chiếc đầm đỏ xẻ tà, Cẩn Hòa lấy ra vũ khí bí mật trong tay. Thề sẽ khiến bà mẹ kế chịu đựng dày vò đến chết, Tiểu Bảo cũng muốn đi nhưng hôm nay cậu phải đi học, Cẩn Hòa hứa lần sau sẽ dẫn Tiểu Bảo đi công viên giải trí. Thế rồi Tiểu Bảo cũng miễn cưỡng chấp nhận, Cẩn Hòa vừa rời đi Tiểu Bảo mới nhớ ra hôm nay giáo viên cho nghỉ. Phía bên này, ông nội nhắc khéo Hoắc Tổng về chuyện sinh nhật của mẹ kế Cẩn Hòa. Suy nghĩ một hồi, Hoắc Tổng đứng dậy bảo với ông nội con sẽ đi xem thử và cũng sẽ bảo vệ cháu dâu của ông. Bà mẹ kế bên này vẫn còn đang vui vẻ uống rượu với Vân Vãn. Cho dù Cẩn Hòa có làm chủ tịch của Khương Thị thì bà ta cũng không thèm quan tâm. Vì bây giờ vị trí chủ nhân của Khương gia vẫn là của bà ta, sau này bà ta sẽ giao lại toàn bộ những tài sản và việc kinh doanh cho Vân Vãn. Còn Cẩn Hòa thì không có một xu thừa kế. Hai mẹ con Vân Vãn cùng tiến vào bữa tiệc, bà mẹ liền cảm ơn tất cả các vị quan khách đã đến để chung vui với bà. Có một vị đứng ra khen bữa tiệc sinh nhật của Tần Sương, đây đúng là một bữa tiệc có 102 của Vân Thành, nghe thấy được khen bà ta rất làm vui sướng. Đồng thời cũng chia sẻ toàn bộ là nhờ Vân Vãn cùng với ông Khương giúp đỡ, đang được quan khách tung hô là gia đình hạnh phúc, bỗng nhiên vị khách không mời mà đến lại xuất hiện. Cẩn Hòa hiên ngang bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Vân Vãn tiến lên giải thích, cô ta chính là chủ tịch của tập đoàn Khương Thị. Người mà nhẫn tâm đẩy cha ruột mình xuống để trèo lên, bà mẹ kế cũng thêm vào, sợ người khác nói xấu tốt nhất mình đừng làm. Bà ta kể ra chuyện Cẩn Hòa mang thai và đẻ ra Tiểu Bảo, nhưng lại không biết cha ruột đứa bé là ai, bây giờ Cẩn Hòa đã có bằng chứng trong tay. Cô không còn sợ mà vạch trần ngược lại, cho dù tôi có trơ trẽn đến mấy thì cũng không giống một số người, dựa vào cái bụng nhạy con mà bước chân vào nhà người khác. Bà mẹ kế nỗi giận lao lên định tán Cẩn Hòa, nhưng rất may là cô đã nắm lại, tôi đã nói có gì sai sao. Lúc đầu bà chỉ là tình nhân của bố tôi, vào cái nhà này với mục đích để chiếm gia sản, lần này tôi đến đây cũng chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi. Ông bố quát lên câm miệng, ông ta không muốn Cẩn Hòa làm loạn liền ra lệnh cho cô phải rời khỏi, thấy nhân viên tới gần Vân Vãn liền gạt chân nhưng thật may Cẩn Hòa đã né được. Thế là Vân Vãn là ăn trọn cú gậy ông đập lưng ông, bị Cẩn Hòa chê cười Vân Vãn muốn nhào lên trả đũa, ông bố quát đừng làm loạn nữa. Sau đó bảo Vân Vãn hãy vào thay đồ khác, Tiểu Bảo đi theo mẹ đến nhà ông ngoại. Nghe thấy tiếng động Tiểu Bảo liền bỏ trốn. Vân Vãn tức giận bước ra từ thang máy, cô ta điện cho ai đó hỏi đã sắp xếp kế hoạch xong chưa, Vân Vãn thề sẽ cho Cẩn Hòa biết cảm giác sống không bằng chết. Tiểu Bảo nghe được hết cuộc trò chuyện, cảm thấy mẹ sẽ gặp chuyện nguy hiểm, cậu liền chạy thật nhanh về để tìm bố. Phía bên này Tần Sương được người phụ nữ lúc nãy tặng cho chiếc vòng phỉ thúy xanh lục, bà ta vui vẻ sau đó nhìn sang phía Cẩn Hòa. Hôm nay là sinh nhật tôi, cô không có món quà nào sao? Vân Vãn cầm món quà đi ra tặng cho bà mẹ. Những viên thuốc làm đẹp này được chế tác kỳ công từ các dược sĩ giỏi. Sau đó cùng bà mẹ công kích Cẩn Hòa là người vô tâm, được chăm sóc từ nhỏ đến giờ mà lại đi sinh nhật tay không. Cẩn Hòa cho biết bản thân cô có một món quà vô cùng to lớn. Đến mức mà bà cũng không thể tin được, Vân Vãn cho rằng Cẩn Hòa chỉ đang khoát lác. Nếu chị thực sự không có thì thôi sao lại nổ đến vậy. Còn khích tướng Cẩn Hòa là chủ tịch tập đoàn Khương Thị mà lại không thể mua một món quà tử tế cho mẹ kế của mình. Ông bố cảm thấy cũng đúng liền bảo Cẩn Hòa lấy cổ phần làm quà sinh nhật. Đúng là một nước đi thông minh nhưng Cẩn Hòa đã có chuẩn bị sẵn. Cô lấy đoạn ghi âm của tên bác sĩ ra và bật lên cho ông bố nghe. Bà mẹ nghe như sét đánh bên tai. Ông bố thì cần một lời giải thích, bà ta liền bảo đó là giả. Ông bố tin sái cổ vội vàng cũng bảo đó là giả với các quan khách. Sau đó kêu người tống cổ Cẩn Hòa ra ngoài, đồng thời cũng muốn tịch thu luôn bằng chứng của Cẩn Hòa. Bố, cái chết của mẹ con e rằng bố cũng không thoát khỏi liên can.
Ông bố nghe mà nghiến răng tức giận, bà mẹ vội vàng xoa dịu ông ta. Vì bà ta đã lên kế hoạch với Vân Vãn, cho dù Cẩn Hòa có mộc cánh thì cũng khó mà thoát ra được. Vân Vãn cười lên điệu cười nham hiểm. Ông bố phút chốc cũng giải tỏa được căng thẳng. Cẩn Hòa, hôm nay con đừng trách bố tàn nhẫn. Ông ta hét lên kêu người nhốt tất cả quan khách có mặt lại. Bỗng nhiên Hoắc Tổng ôm Tiểu Bảo bước vào. Tiểu Bảo chỉ thẳng mặt Vân Vãn là người đã lên kế hoạch hãm hại mẹ. Thấy Hoắc Tổng cũng đã tới, bà ta muốn giải quyết luôn một thể. Đồ xúc vật, tôi sẽ cho bà vào tù để chuộc tội. Bất ngờ từ đằng sau có người đã còng lấy tay bà ta. Thả tôi ra. Tôi là phu nhân Khương gia. Bà mẹ kế bị lôi đi trong sự la hét. Tiếp đến là ông bố cũng bị lôi theo. Chỉ còn lại mỗi Vân Vãn, cô ta đe dọa sẽ không để yên cho Cẩn Hòa. Giải quyết xong Tần Sương, Cẩn Hòa cùng Tiểu Bảo và Hoắc Tổng đến viếng mẹ cô. Cẩn Hòa báo cho mẹ biết nỗi oan của người đã được trả và bọn người xấu cũng đã bị trừng trị thích đáng. Hoắc Tổng hứa trước phần mộ của mẹ Cẩn Hòa sẽ bảo vệ Cẩn Hòa và mang đến ngôi nhà hạnh phúc cho cả hai. Cẩn Hòa ngơ ngác không hiểu Hoắc Tổng đang nói gì. Lúc này Hoắc Tổng liền bày tỏ cảm xúc thật ở trong lòng. Anh vô tình ôm lấy Cẩn Hòa trong sự chứng kiến của Tiểu Bảo. Hoắc Tổng cũng tiết lộ bản thân anh chính là cha ruột của Tiểu Bảo. Sau đó Hoắc Tổng quỳ xuống cầu hôn Cẩn Hòa. Tiểu Bảo thì hân hoan nói mẹ hãy đồng ý đi. Đột nhiên Cẩn Hòa có cuộc điện thoại đến phá tan bầu không khí. Đầu bên kia cho biết là có cuộc phẫu thuật gấp cần Cẩn Hòa giúp đỡ. Cô không suy nghĩ nhiều mà vội vàng chạy đến. Ông lão được y tá chẩn đoán là bị xuất huyết não. Đứa con giả vờ hoãn loạn vô tình làm rơi hủ thuốc. Cẩn Hòa nhận thấy vội vàng nhặt lấy và bỏ vào túi áo y tá. Sau đó Cẩn yêu cầu y tá đưa ông lão vào chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng anh ta lại ngăn cản vì sợ mọi chuyện bị bại lộ. Mặc kệ lời ngăn cản, Cẩn Hòa vẫn nhất quyết đưa vào. Hắn ta tức giận tìm một góc để hút thuốc, nhưng đốt lửa hoài vẫn không cháy, làm hắn ta càng thêm nỗi giận. Vì nếu ông già hắn không chết thì hắn không thể nhận bảo hiểm 1 triệu. Hắn cay cú Cẩn Hòa đã làm lờ kế hoạch của hắn và tìm cách để đổ tội sang cho Cẩn Hòa. Nào ngờ Vân Vãn từ đâu bước tới khen hắn là đứa con hiếu thảo. Hắn tưởng Vân Vãn sẽ báo cảnh sát thì hắn cũng sẵn lòng, vì tiền nợ cờ bạc cũng đủ khiến hắn chết một cách thê thảm. Nhưng Vân Vãn không những không báo cảnh sát mà còn cho hắn tiền. Ngược lại hắn phải đáp ứng cho Vân Vãn một điều kiện, tay đang đếm tiền nên chuyện gù hắn cũng đồng ý. Điều mà Vân Vãn muốn chính là để bố hắn chết trong tay Cẩn Hòa. Hắn đúng là một kẻ bị tiền làm mờ mắt liền đồng ý với Vân Vãn. Hắn giả vờ chạy nhào vào hỏi thăm sức khỏe của ông bố. Cẩn Hòa không một chút cảnh giác đưa cho hắn thuộc hạ huyết áp và rời khỏi. Nhân lúc Cẩn Hòa vừa ra ngoài, hắn ta đã cháo thuốc khác cho ông bố uống. Ông bố vừa uống được một lúc, cổ họng bắt đầu khó thở và chút đi hơi thở cuối cùng. Hôm sau hắn nhạy nhào tới giật điện thoại của Cẩn Hòa và một nhóm người răng băng ron nói Cẩn Hòa là vô đạo đức. Hoắc Tổng và Tiểu Bảo vô tình nghe được chuyện đó, Cẩn Hòa yêu cầu trả lại điện thoại liền bị hắn ta cho cú tát. Hắn liên tục nói Cẩn Hòa là đồ sát nhân đã giết chết bố hắn. Cô y tá đi chung giải thích chỉ là hiểu lầm, hắn vẫn một mực khẳng định Cẩn Hòa đã phẫu thuật chết người, cho dù Cẩn Hòa có giải thích thì cũng vô tác dụng. Hắn ta muốn Cẩn Hòa phải trả giá, liền ra lệnh cho anh em hắn tiến lên bắt cả hai, với khí thế hung hãn khiến hai chị em phải lùi lại. Bỗng nhiên anh cố lao ra ngăn cản, đồng thời cũng lấy ra hủ thuốc hôm qua mà Cẩn Hòa nhờ anh tìm hiểu, hắn ta thế có chút chột dạ. Anh cố cũng giải thích công dụng của thuốc, sẽ làm tăng huyết áp và ngăn khí quản có thể dẫn đến xuất huyết não, bị phát hiện nhưng hắn vật cố gắng lãng tránh. Cho rằng đây là chiêu trò của bệnh viện để trốn tránh trách nhiệm, một mực nói Cẩn Hòa chính là kẻ giết người, đồng thời kêu anh em bắt lấy tất cả. Vân Vãn đứng ở một góc bật cười, Cẩn Hòa hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Cẩn Hòa đẩy y tá ra nói hãy đi bảo cảnh sát. Hai anh lực lượng nhào tới nắm lấy anh cố lôi đi, bỏ lại một mình Cẩn Hòa đối mặt với hắn. Hắn rút ra con dao định cho Cẩn Hòa ra đi với bố hắn. Hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mày đi. Hắn lao tới nhưng lại được Hoắc Tổng đỡ lấy, máu đổ xuống khiến cho Hoắc Tổng phải gã gục. Cẩn Hòa chỉ biết hoảng hốt kêu gào khi thấy vết thương rỉ máu. Hắn ta điên loạn định nhào tới thì bị anh cố cho cú đấm. Hắn bị anh cố đè xuống sàn và anh em hắn cũng bị như thế. Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp bệnh viện làm hắn thấy cửa thiên đường. Vân Vãn đứng một bên trách đúng là đám vô dụng. Cẩn Hòa mày hãy chờ đó. Miễn là tao còn sống thì mày phải chết. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì Tiểu Bảo đã dẫn vệ sĩ đến ở phía sau. Tiểu Bảo ra lệnh cho người bắt luôn Vân Vãn. Chuyển cảnh Vân Vãn băng bó vết thương cho Hoắc Tổng. Nhân cơ hội Hoắc Tổng ôm lấy Cẩn Hòa mà vô tình chạm vào vết thương. Cẩn Hòa đẩy Hoắc Tổng ra và phải phì cười. Đừng cử động nhiều. Vết thương của anh vẫn chưa lành, may mắn là em vẫn còn ổn. Cẩn Hòa định ra ngoài nhưng lại bị Hoắc Tổng đè xuống. Mặt đối mặt định trao cho nhau nụ hôn nhưng lại bị Tiểu Bảo cắt ngang. Tiểu Bảo vui vẻ đưa táo cho Hoắc Tổng ăn. Anh cố cũng tình cờ bước vào rủ Cẩn Hòa đi ăn tối. Cẩn Hòa cũng có ý như vậy để thay cho lời cảm ơn. Anh cố không chút kiên rẻ tiến tới vuốt tóc Cẩn Hòa, khiến cho Hoắc Tổng có chút khó chịu. Cẩn Hòa thấy thế cũng vội vàng rời khỏi. Ra bên ngoài anh cố cho biết, em gái anh sẽ đám cưới vào ngày mốt. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn đang ở nước ngoài,
và anh Cố cũng nhận thấy em gái anh cũng có kích thước tương tự Cẩn Hòa. Nên đã nhờ cô đi thử đồ cưới, Cẩn Hòa cũng vui vẻ mà đồng ý, từ đằng xa hai bố con Hoắc Tổng trông thấy. Cẩn Hòa và anh Cố đã cùng vào tiệm đồ cưới, tranh thủ Cẩn Hòa được cô nhân viên dẫn đi xem đồ cưới, anh Cố cũng lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn. Khi tấm màn được vén ra, Cẩn Hòa xuất hiện cùng bộ đồ cưới thật lộng lẫy, khiến anh Cố phải chiêm ngưỡng với ánh mắt say đắm. Cẩn Hòa, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, em cũng không nhớ rõ, hình như cũng đã từ năm cấp 2 rồi. Anh Cố chậm chậm mà quỳ xuống cầu hôn Cẩn Hòa, anh Cố nói những lời tình cảm và mong Cẩn Hòa sẽ trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn nguyện ước. Hoắc Tổng từ xa tiến tới cắt ngang, anh Cố, đầu gối anh có đau khi quỳ quá lâu không? Hoắc Tổng trách Cẩn Hòa sao dám đến tiệm cưới cùng người đàn ông khác. Cẩn Hòa liền giải thích đến chỉ thử đồ cưới cho em gái anh Cố, vậy thì em có muốn kết hôn với anh ấy không? Câu hỏi khiến Cẩn Hòa khó mà trả lời, Tiểu Bảo chạy lên nói bố đang ghen với mẹ đấy, anh Cố thì liên tục nói lời tình cảm và chờ câu trả lời của Cẩn Hòa. Hoắc Tổng cũng không thua kém móc ra chiếc nhẫn và cũng chờ câu trả lời của Cẩn Hòa, vậy nếu bạn là Cẩn Hòa thì bạn sẽ chọn anh nào, người mà bạn gặp nguy hiểm thì xét luôn có mặt. Hay là Thanh Mai Trúc Mã từ năm cấp 2, phim tới đây là kết thúc, chúc bạn xem phim vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!